Vương Phi đa tài đa nghệ, hạ thương mai. chương 541, dặn dò của Lão Tổ Tông. Sau khi tên béo xuống răng đi, A sa từ trong sơn động đi ra. Thương mai đã tới rồi sao? Ừm, bé mập nói đã đến rồi. Thái Hoàng Thái Hậu đứng lên khỏi khóm hoa, ngồi xuống ghế xích đu bên cạnh. Người thật định để nàng đi bắc mạc sao? A sa cảm thấy hơi khó hiểu, chuyện này, để thằng nhóc an nhiên đi không được sao? Không, An Nhiên không thể đi, bây giờ quan hệ giữa Bắc Mạc và Đại Lương hơi phức tạp, nếu An Nhiên đi rồi sẽ tạo thành áp lực cho hoàng thất nhà họ Tống. Chương 541, dặn dò của lão tổ tông. Nhưng mà, thương mai đến Bắc Mạc rồi, có thể còn sống sót sao? Bên đó đều là dã thú ăn thịt người, không nói những người khác, chỉ nói vì hoàng đế Bắc Mạc và tào hậu đó đều là súc sinh ăn người không nhả xương. Thái hoàng thái hậu hờ hững liếc nàng ta, không được nói bậy sao có thể tùy ý nói ra những lời vũ nhục đó chứ? Xuất sinh cũng có tôn nghiêm đấy. Người biết bọn họ ngay cả xuất sinh cũng không bằng thì tốt, ta thấy, lần này A Khanh quá mức nhân từ, nên thừa cơ đánh tới, đánh cho bác mạc tan tác mới đúng. A Sa Cam giận nói. Người ấy, tuổi đã cao, còn không bất nổi nóng đi, bác mạc theo phái chủ chiến, do Tào Hậu và Trấn Quốc Vương ra cầm đầu. Hoàng đế chưa chắc muốn đánh nhau, nhưng lại bị Tào Hậu mê hoặc, lại bị Trấn Quốc Vương ra kiềm chế, mới có thể gây ra chuyện hồ đồ như vậy. Lần này, Bắc Mạc động đất dẫn đến ôn dịch là một cơ hội rất tốt lắng lại can qua. Đại Chu chúng ta vốn không thể can thiệp chính sự của Bắc Mạc, nhưng nếu Thương Mai đi thì có thể âm thầm để hoàng đế ý thức được phái chủ chiến đã dẫn đến tổn thương hủy diệt của Bắc Mạc. Nàng có thể làm được sao? À, A Sa cũng không phải hoài nghi năng lực Thương Mai, chỉ là một phương phi đại chu đi đến Bắc Mạc thì có thể thay đổi cái gì chứ? Nàng không làm được, nhưng lão thất có thể làm được. Lão thất không thể đi. Làm sao lại không được? Lão thất cùng vương phi đi Bắc Mạc chữa bệnh, lại không mang theo binh mã, nếu hoàng đế Bắc Mạc không đồng ý thì thương mai sẽ không đi, đánh thì đánh, ai sợ ai? Không phải vừa nãy người nói không đánh sao? Bắc Mạc sẽ để cho ôn dịch hoành hành sao, cho nên cuối cùng vẫn phải đồng ý. Thái hoàng thái hậu chắc chắn nói. Nhưng mà, lão thất đi rồi thì đại chu sẽ làm thế nào? Bây giờ, e là hoàng thượng có chút quá kích rồi. Thái hoàng thái hậu chậm rãi nói, hoàng thượng không còn sống lâu nữa. Không thể nào, không phải bệnh khỏi rồi sao? Audio điện tử võ tấn bền. Hắn tưởng là khỏe rồi. Thái hoàng thái hậu ném ra ba đồng tiền, người tự nhìn xem. A à, xa cô cô tiến tới, nhìn một chút trà, thật đúng là, vậy đây chính là dãy chết rồi. Giấy này vẫn phải có người đi đè xuống. Người đi sao? Ai ra không đi, ai ra già rồi, không can dự chính sự, hãy truyền tin cho lão thất, bảo hắn trước khi đi bắc mạc phải nghĩ cách khống chế tốt cuộc diện. A-sa à, thầm nói, nói không can dự, cái này không phải là can dự sao. Ai ra phải đợi đến thời điểm cuối cùng, trở về trên lòng ỉ kia ngồi một chút, ổn định lòng bách quan một chút, cái này gọi là can thiệp thích hợp, mà không phải can thiệp toàn bộ quá trình. Lão thất không phải hoàng đế, không ép đám người kia xuống được còn phải bộ xương già này của ai ra trở về. Được, ta đi truyền tin này. A xà nói xong, xoay người lại. Ngôn tình tổng tài. Thái Hoàng Thái Hậu nói, từ từ, dù giấy chết cũng không thể coi thường hắn, chỉ là cuối cùng Hoàng đế là vì đại chu, vì bách tính mà cống hiến rất nhiều, giữ mặt mũi cho hắn trước khi chết, sau khi chết làm lễ tang trọng thể cho hắn, bảo lão thất xem mà xử lý, không thể làm mất mặt Hoàng đế. A xà cô cô cười, lúc nào người cũng coi trọng mặt mũi Hoàng gia từ đại cục suy nghĩ, giang sơn nhà mộ dung còn phải tiếp tục kéo dài, nên không thể làm mất mặt hoàng gia, không thể làm mất uy tín hoàng gia. được. asakoko gật đầu, theo lời người xử lý là được. ta đi truyền tin. asakoko đi tới, lắc đầu. giang sơn đại chu này nhìn thì có vẻ yên ổn, nhưng rốt cuộc là nhà đế vương, sóng mây vần vũ, lúc nào mới có thể thật rời khỏi lão tổ tông đây. khi mộ dung khanh nhận được tin, đã là chuyện một ngày sau đó hắn vốn tưởng lão tổ tông đã không để ý tới chuyện triều chính nữa, nhưng không nghĩ tới vẫn luôn chú ý. Chỉ là, bây giờ thế cục này khó mà phá giải, hắn còn phải lập tức dùng bồ câu đưa tin cho kỳ vương ra, nói không thể thỉnh an nhiên vương ra rời núi. Hắn cũng không muốn đánh trận chiến này, phần thắng không cao, chỉ cầm tính mạng của tướng sĩ đi hy sinh mà thôi. Đánh trận có nên đánh và không nên đánh, nên đánh để bảo vệ lãnh thổ tôn nghiêm quốc gia, nhưng phàm là có thể đàm phán hòa bình, phàm là đối phương có ý nhượng bộ, đều không nên dùng phương thức cực đoan đi giải quyết. Binh giả, thật ra không nên tùy tiện nói chiến, người hiểu được chiến tranh đều không hy vọng đánh trận. Những quan viên trong chiều kia, những phần tử quyết liệt trong dân gian, luôn la hét nước như thế nào, như thế nào, nên đánh một trận, bởi vì trên chiến trường không phải bọn họ. Nếu đánh thật, bọn họ sẽ trốn nhanh hơn bất cứ ai. Từ sau khi chuyển sách thuốc từ Hàn Sơn về, Thương Mai lập tức chúi mũi vào đọc, đọc đến mở mắt. Dù chung, Tây Y, dù y thuật cổ đại hay là hiện đại, cô đều xem, ôn yến là chuyên khoa tim mạch nên sách rất có ích với cô. Mộ Dung Khanh và Lễ Thân Vương đã từng gặp một lần, hai người nói chuyện hồi lâu. Sau khi nói xong với Lễ Thân Vương, Mộ Dung Khanh lại âm thầm đi gặp Lão Thái Quân. Lão Tổ Tông nói, trước tiên phải khống chế tốt tình hình trong chiều, nhưng mà, khống chế như thế nào là một vấn đề rất khó khăn. Bây giờ hoàng thượng tưởng mình đã khỏi hẳn, định lần nữa kiểm soát cục diệt. Hắn nhất định sẽ dùng một số thủ đoạn cực đoan để bảo vệ tôn nghiêm đế vương của hắn. Còn có, bây giờ nam hoài vương và hoàng thượng rất thân thiết, hắn hiểu tâm tư hoàng thượng là muốn dùng nam hoài vương để kiềm chế hắn, nhưng đây là nuôi hổ gây hỏa. May mà bây giờ đan thanh huyện chủ liên thúy ngữ đang trong cung, có lẽ có thể thông qua bà biết một chút về chuyện hy vi cung. Cho nên thời gian này thương mai buông sách xuống, tiến cung một chuyến. Liên Thúy Ngữ có thể tự do hoạt động, Hoàng thượng cũng không hạn chế bà, thương mai rất dễ dàng gặp được bà. Mẫu thân, người nghe ngóng được tin gì phía Hoàng thượng không? Thương mai trực tiếp hỏi. Liên Thúy Ngữ lắc đầu nói, không nghe được cái gì, thật ra, ngoài lần nói chuyện với ta ở ngự hoa viên, thiên hoàng vẫn chưa chịu kiến ta, ngược lại đã truyền lâm lâm đi mấy lần. Hắn truyền lâm lâm đi làm gì? Xem ra, lão thất và mẹ phân tích đều không sai, hoàng thượng không phải ngấp nghé mẫu thân, mà là thật muốn bắt bà xem như kiềm chế thủ đoạn của An Thân Vương. Lâm Lâm nói, hoàng thượng bảo hắn và Tôn Phương Nhi đọc sách, nói chuyện, Tôn Phương Nhi hỏi hắn, hắn liền trả lời, đều là chuyện về độc kinh. Hoàng thượng muốn biết độc kinh. Chắc vậy, còn bảo Lâm Lâm nghiên cứu chế tạo thuốc viên gì đó, bây giờ Lâm Lâm và Tôn Phương Nhi ở cùng một chỗ. Xem ra, Hoàng thượng là thật muốn lợi dụng độc kinh của Lâm Lâm, bệnh của hắn là dùng độc để chữa trị ư. Nhưng mà độc như thế nào chữa trị mụn nhọt chấm đỏ? Mẫu thân, người đợi khi Lâm Lâm trở về, nói với hắn, bảo hắn ghi lại tôn phương nhi hỏi hắn cái gì, Hoàng thượng phân phó hắn cái gì, còn có, Hoàng thượng bảo hắn nghiên cứu chế tạo độc gì, dùng để làm cái gì. Ừm, ta sẽ nói với hắn. Các người trong cung nhất định phải cẩn thận, có chuyện gì nhớ bảo tiểu đao cho ta biết, biết không? Thương Mai lại dặn dò. Được, người yên tâm đi, ta biết chú ý an toàn. chương 542, người bằng lòng đi không? Đường báo từ biên giới đưa tới, đường báo nói, tiêu kiêu lao tới chiến trường, mộ dung khanh bị thương, tất cả việc quân tạm thời giao cho tiêu kiêu. Tiêu kiêu đi chiến trường rồi, điều đó khiến hoàng đế vừa yên tâm vừa không yên tâm. Tiêu kiêu là danh tướng đại chu, kinh nghiệm xuất chiến của hắn phong phú, làm người bình tĩnh, tâm tư kín đáo, bầy mưu nghĩ kế, có tất cả phẩm chất đặc trưng của danh tướng. Không yên lòng ở chỗ, lần này, tiêu hầu ra mang binh, tiêu kiêu mang binh, nhà họ tiêu lần nữa danh tiếng nổi bật. Hắn không tin nhà họ tiêu sẽ tạo phản, nhưng mà nhà họ tiêu có năng lực tạo phản, tiêu kiêu lại hành xử theo cảm tính, khó tránh khỏi sẽ không bị người lợi dụng. Đây là lo lắng của Hoàng đế. Hoàng đế dã tâm bừng bừng lập kế hoạch tất cả, nhưng hắn cũng không biết, tất cả những gì hắn làm lúc này, sau này nhìn vào sẽ buồn cười cỡ nào. Bởi vì, tất cả những điều này không thể được thực hiện, nhưng mà hắn giày vò như thế, đạt được lợi ích duy nhất chính là Nam Hoài Vương. Hoàng đế vẫn cảm thấy mình là hoàng đế hiểu biết, hắn biết Nam Hoài Vương có lòng khác, nhưng hắn cho rằng hắn thân là đế vương, có thể khống chế Nam Hoài Vương. Nam Hoài Vương ở bên cạnh hắn vội vã quật khởi, trước đó, kế hoạch luân phiên bị đả kích, đã khiến Nam Hoài Vương đánh mất năng lực mưu phản, chỉ có thể là kéo dài hơi tàn nhưng mà bây giờ, hắn đã nhặt lại huy hoàng của ngày xưa. Hoàng đế đề bạt hắn, cũng không có nghĩa là tín nhiệm, hắn bố trí lượng lớn người bên cạnh Nam Hoài Vương, dùng để giám thị khống chế Nam Hoài Vương. Nhưng mà, Nam Hoài Vương làm sao có thể để những người này biết hành động thực sự của mình? Cho nên, tất cả tin tức mà những người này báo về đều là giả. Mục đích để bạt Nam Hoài Vương là gì? Đương nhiên là chuẩn bị cho mộ dung khanh. Hắn cũng không phải không tin mộ dung khanh, nhưng chiến sự lần này, nếu mộ dung khanh thắng trận về chiều, chính là công thần đại chu, công cao có thể chấn chủ. Hắn vị hoàng đế kiêm anh cả này chỉ có thể ngợi khen, ban thưởng, không thể chèn ép anh em vừa lập chiến công, chuyện này phải do Nam Hoài Vương hoàn thành. Trước kia, hắn tin tưởng mộ dung khanh, nhưng bây giờ hắn cho rằng mộ dung khanh đã hưởng qua mùi vị của hoàng đế, hắn đã từng nắm giữ toàn bộ giang sơn đại chu, cái gọi là thỉnh thần dễ dàng tiễn thần khó nếu nhiếp chính vương và nhà họ tiêu liên hợp thì ngôi hoàng đế này của hắn cũng chấm dứt. Bây giờ, điều mà hoàng đế lo nhất chính là chiến sự. Hắn cảm thấy chắc chắn trận này phải đánh, không thể tránh được, cho nên, chưa từng nghĩ sẽ không đánh, không đánh, vẫn luôn có kẻ địch bên ngoài quấy nhiễu, điều đó sẽ tổn hại tôn nghiêm của Đại Chu, làm thương vong bách tính Đại Chu. Nhìn từ góc độ đó, hoàng đế vẫn lấy đại cục làm trọng, với bách tính thì hắn vẫn là minh quân. Bởi vậy, sau khi nhận được quốc thư kỳ vương ra tự mình đưa tới, hắn hết sức vui mừng. Bởi vì, nếu như trận chiến này đánh không thành, mộ dung khanh sẽ không trở thành công thần đại chu. Hoàng đế không phải người ngang ngược, hắn sẽ không nghĩ tới thông qua chiến tranh thu hoạch cái gì, bởi vì, hắn biết chiến tranh tàn khốc, sẽ dẫn đến trăm họ lầm than. Hắn lập tức triệu tập triều thần thảo luận. Âm thanh triều thần có phản đối, có đồng ý, mỗi người phát biểu ý kiến của mình, toàn bộ triều đình, vô cùng náo nhiệt dù triều thần có ý kiến gì cũng không sao, hoàng đế không hề quan tâm, bởi vì hắn đã sớm có quyết định, hắn triệu tập triều thần thảo luận, chẳng qua là hy vọng tất cả mọi người ủng hộ quyết định hắn. Mà không hề nghi ngờ, sau khi hắn nói ra thánh ý của mình, lập tức không ai có ý kiến khác, chỉ tuân theo ý hắn. Hắn hạ chỉ bảo lộ công công, truyền thương mai vào cung. Lần này, mộ dung khanh lấy thân phận A Xuân, đi theo thương mai vào cung. Bởi vì dịch dung xuất sắc, nên hoàng thượng không hề chú ý hoàng đế tiếp kiến thương mai ở ngự thư phòng thương mai tham kiến hoàng thượng cô đi vào mộ dung khanh đứng ở ngoài ngự thư phòng hoàng đế mỉm cười nhìn cô bình thân ngồi tạ hoàng thượng thương mai biết rất rõ ý đồ của hoàng đế khi truyền mình vào cung hôm nay nhưng cô rất bình tĩnh sau khi mẫu thân ngươi vào cung chấm vốn nghĩ nàng trong cung thì người làm con gái như ngươi sẽ thường xuyên vào cung thăm nàng nhưng chấm không hề gặp ngươi tiến vào. Hoàng đế bắt đầu hàn huyên. Thương Mai mỉm cười nói, mẫu thân vào cung dậy bảo các công chúa và hoàng tử vẽ tranh, Thương Mai sao có thể cứ tiến đến quấy dậy. Nếu dậy không tốt, chẳng phải hoàng thượng sẽ trách cứ Thương Mai sao? Ha ha ha, hoàng đế bật cười, người rất nhanh mồm nhanh miệng, thỉnh thoảng thật khiến người ta vừa yêu vừa hận. Hoàng thượng quá khen rồi, Thương Mai cũng cười cười, trong lòng lại cảm thấy dạng hàn huyên này quá mức lúng túng, nên đi thẳng vào chủ đề. Rõ ràng, hoàng đế không tính tiến vào chủ đề nhanh như vậy, hỏi thăm cô, đúng rồi, lão thất có thư cho ngươi không? Không có, thương mai lắc đầu. Tên nhóc này, trong đường báo cũng chưa bao giờ đưa tin cho ngươi, chấm tưởng hắn sẽ tự mình đưa tin cho ngươi. Có lẽ vương ra bận nhiều việc bày binh bố trận, không rảnh rỗi viết thư cho ta. Bởi vì bây giờ mộ dung khanh đang ở kinh thành, cho nên đầu óc thương mai không khỏi linh hoạt ừm, thật sao, hoàng đế nhìn cô, ánh mắt rất sắc bén, vẻ mặt hoàn toàn không giống nói chuyện phiếm vừa nãy. Thương Mai bị hắn nhìn chằm chằm đến mức có chút run rẩy. hoàng thượng, không biết hôm nay hoàng thượng truyền Thương Mai vào cung là có chuyện gì. Vẻ mặt hoàng đế trở lại bình thường, nói, là thế này, kỳ vương gia của Bắc Mạc đưa quốc thư tới, Bắc Mạc thiên tai dẫn đến ôn dịch hoành hành, đã chết mấy chục nghìn người, Bắc Mạc cầu xin cứu viện của đại chu ta. Hy vọng ngươi có thể dẫn người đi chữa trị ôn dịch, người có ý gì? Thương Mai rè rặt hỏi, vậy Hoàng thượng là có ý gì? Chấm truyền ngươi vào cung, chính là hỏi ngươi, ngươi bằng lòng đi không? Thương Mai hơi khó khăn một chút, nhưng bây giờ Bắc Mạc và Đại Chu ta đang đánh trận, ta đi Bắc Mạc, thích hợp sao? Làm sao bảo đảm an toàn cho chúng ta chứ? Lợi ích của chuyện này là chiến sự sẽ tạm thời đình chỉ, nếu ngươi có thể chữa trị ôn dịch của Bắc Mạc thì Bắc Mạc sẵn lòng hứa hẹn vĩnh viễn không giấy binh xâm phạm. Hứa hẹn, Thương Mai khẽ cười, nhưng không phải Bắc Mạc và Đại Chu ta có thỏa thuận hòa bình sao? Rõ ràng, bọn họ không hề tuân thủ, hoàng thượng cho rằng chỉ dựa vào lời hứa của bọn họ thì có thể tin tưởng sao? Hoàng đế nhìn cô chằm chằm, ánh mắt lại sắc bén như vừa nãy. Thương Mai ý thức được mình nói sai rồi, chuyện giữa Bắc Mạc và Đại Chu thuộc về chính sự, cô không thể xen vào thậm chí không thể phát biểu ý kiến của mình. Thương Mai chẳng qua cảm thấy, lần này Bắc Mạc khiêu khích mệt mỏi vương ra phải xuất trinh tất nhiên thương mai không cảm thấy cao hứng thương mai ra vẻ giận dữ nói để hoàng đế cảm thấy vừa rồi cô nghị luận chuyện bắc mạc và đại chu là bởi vì bất mãn phu quân xuất trinh mặc dù bất mãn phu quân xuất trinh hoàng đế cũng sẽ không cao hứng nhưng dù sao cũng tốt hơn trước mặt hoàng đế nói rằng chuyện triều chính ừm hoàng đế hờ hững lên tiếng sắc mặt đã có chút không vui bắc mạc thực hiện lời hứa của mình như thế nào đây không phải chuyện ngươi cần quan tâm Chấm chỉ hỏi ngươi, ngươi có đi hay là không? Thương Mai đành phải nói, nếu hoàng thượng ý chỉ yêu cầu Thương Mai đi, tất nhiên Thương Mai đi. Dường như hoàng rất hài lòng đối với đáp án này, mới trưng ra vẻ mặt ôn hòa nói, ngươi yên tâm, chấm sẽ phái người bảo vệ ngươi, ngươi ở Bắc Mạc sẽ không bị tổn thương. Thương Mai tỏ vẻ nghe theo sắp xếp, "Vâng, Thương Mai cần tuân ý chỉ hoàng thượng." Hoàng đế nói, "Việc này, chấm sẽ thông báo cho lão thất, ngươi cứ an tâm đi thôi." việc này nếu ngươi làm tốt, chiến sự đình chỉ, lão thất cũng có thể trở về. Thương Mai biết chuyện phía sau lão thất sẽ tự mình xử lý, cho nên cô không tiện nhiều lời, nói, vâng, kia Thương Mai cáo lui. chương 543, Quốc thư của Bắc Mạc Sau khi truyền triệu Thương Mai, Hoàng đế đã sắp xếp tiến hành thảo luận với kỳ vương gia. Tất nhiên, vấn đề là cái gọi là cam kết. Hiện tại, Hoàng đế không dám đòi hỏi nhiều, bởi vì, Thương Mai đi Bắc Mạc, cũng chưa chắc có thể khống chế được ôn dịch, tìm ra phương pháp chữa trị ôn dịch. Hắn chỉ cần kỳ vương ra hứa hẹn bảo vệ an toàn cho thương mai ở Bắc Mạc. Cũng không phải hắn quan tâm đến sống chết của thương mai, chỉ là lần này thương mai là phụng chỉ đi, nếu ở Bắc Mạc xảy ra vấn đề gì, đều là khiêu khích tôn nghiêm hoàng đế đại chu này của hắn, cũng là khiêu chiến tôn nghiêm đại chu. Hắn sẽ phái người đi cùng thương mai, nếu thương mai tìm ra cách chữa bệnh, hắn mới đàm phán điều kiện với Bắc Mạc kỳ vương gia rất hiểu lo lắng của hoàng đế, hắn nói, ngày vương phi lên đường, thái tử bắc mạc chúng ta cũng sẽ lên đường, đi vào kinh thành đại chu, tạm thời ở lại với thân phận con tin, phải làm phiền hoàng đế đại chu chiếu cố nhiều hơn. Dùng một vương phi đổi một thái tử, nói thế nào cũng đáng giá. Bởi vì sự tình khẩn cấp, nên thương mai không thể trì hoãn, nhất định phải mau chóng lên đường. Đọc chương đầy đủ chương 543, quốc thư của Bắc Mạc hoàng đế và kỳ vương gia đã bàn bạc, cảm thấy ngày mai lập tức phải lên đường. Thương mai không thể phản đối, nhưng mà lão tổ tông có lệnh, trước tiên phải khống chế tốt cuộc diện, khống chế như thế nào khi thời gian gấp gáp như vậy. Cô trở về bàn với mộ dung khanh, mộ dung khanh suy nghĩ một chút, đêm nay, có phải sẽ thiết hiến khoản đãi kỳ vương gia, làm tiệc tiễn biệt cho nàng và kỳ vương gia hay không? Đúng thế, thương mai nhớ lộ công công nói như thế. Ừm, vậy bữa tiệc tối nay, chúng ta sẽ gài bẫy Nam Hoài Vương. Mộ Dung Khanh cười nhạt nói. Bây giờ Đại Chu, tuy Hoàng đế bất công, nhưng dù sao vẫn là Hoàng đế, hơn nữa hắn đã trị vì nhiều năm, trên phương diện cầm quyền trị nước hắn không có bất kỳ khuyết điểm gì. Chỉ là, bây giờ, hắn không biết nhìn người, muốn dùng các loại thủ đoạn để củng cố vị trí của mình, nếu như có thể khống chế được Nam Hoài Vương thì coi như đã khống chế được cuộc diện. Nghe Mộ Dung Khanh nói vậy, Thương Mai tiện thể nói, có thể gài bẫy, nhưng mà hắn vẫn phải còn sống đồng mệnh cổ còn chưa được giải thật ra mấy ngày nay thương mai vẫn luôn nghĩ chuyện giải cổ nhưng mà ghi chép liên quan tới cổ độc thực sự quá ít cô còn chưa xem hết bản thảo của ôn yến cầm từ hàn sơn về cô phải xem xem trang nào viết về cổ độc rồi mang theo đến bắc mạc xem mới được mộ dung khanh nói yên tâm chỉ là muốn để hoàng thượng biết hắn không khống chế được nam hoài vương thậm chí bây giờ nam hoài vương còn chưa từ bỏ lòng mưu phản hắn sẽ biết dùng thái độ và thủ đoạn gì đối phó nam hoài vương ý chàng là để bọn họ tự giết lẫn nhau sao suốt lời thương mai ngượng ngùng cười tự giết lẫn nhau từ này hình như không thích hợp lắm nhưng nhìn từ góc độ xấu thì có vẻ như rất thích hợp mộ dung khanh liếc mắt nhìn cô bây giờ giả vương được phong làm thái úy nhưng chỉ là tạm thời bản vương đã đi tìm tam ca cũng đã tìm thôi đại nhân nói hoàng thượng có ý muốn bãi bỏ chức thái úy của giả vương đề bạt lão bát lên thay. Hắn tưởng bây giờ lão bát là tư lệnh không có binh, đề bạt hắn lên cũng không quan trọng, ngược lại có thể ngăn chặn bản vương, nhưng nếu để cho hoàng thượng biết, hắn không chỉ không phải tư lệnh không có binh, thậm chí trong tay còn có một lượng lớn vật tư binh lực và các mối quan hệ, nàng nói xem hoàng thượng sẽ còn đề bạt hắn sao? Sẽ còn trọng dụng hắn sao? Vậy tất nhiên sẽ không, hắn đã sớm biết lão bát có dã tâm. Không sai, đến lúc đó hắn sẽ nhận ra lão bát còn có tính uy hiếp với hắn hơn bản vương. Thương Mai gật đầu, không sai, nhưng đêm nay sẽ cử hành tiệc tiến đưa, có bố trí kịp không? Hơn nữa, người của Nam Hoài Vương chắc đều không có ở Kinh Thành. Còn nhớ lại tên buôn bán binh khí bị Hồ Hạnh Nhi lừa gạt đó không? Mộ Dung Khanh cười thần bí. Ồ, tên xui xẻo đó à? Thương Mai nở nụ cười, hắn còn ở Kinh Thành kiếm cơm sao? Chiến sự sắp nổi lên, việc buôn bán của hắn sẽ thuận lợi. Thương Mai cười nói, đúng vậy, làm ăn thuận lợi, nhưng những lái buôn vũ khí này chắc cái gì cũng buôn bán, chỉ cần có lợi. Cũng không phải bản vương oan uổng lão bát, mà là, hắn thật đã đánh tiếng muốn cung nỏ trong tay lái buôn vũ khí này. Món hàng này giá trị không ít bạc, nhưng lái buôn vũ khí không muốn hợp tác với hắn lắm, vì đã từng bị hắn lừa, có lẽ, bản vương có thể thúc đẩy lần hợp tác này. Sứt lời, hắn lại như có chút suy nghĩ nói, bây giờ, Hoàng thượng truyền triệu Tôn Phương Nhi vào cung, thế nhưng Tôn Phương Nhi là nam hoài vương phi tương lai, nàng nói xem, nếu Hoàng thượng biết Tôn Phương Nhi vẫn đang âm thầm đưa tin cho nam hoài vương, hắn sẽ như thế nào nhỉ? Thương Mai nhìn nụ cười quỷ dị trên mặt người đàn ông nhà mình, Lão Hồ Ly. Nam Hoài Vương Phủ Phủ đệ của Nam Hoài Vương, từng là phủ đệ của Túc Thân Vương, sau khi Túc Thân Vương chết, vì không có con cháu thừa kế, nên hoàng gia đã thu hồi phủ đệ của hắn bây giờ ban cho nam hoài vương phủ túc thân vương trước kia cũng khá xa hoa dù trải qua năm tháng dãi dầu xa hoa phai màu nhưng nếu hơi tu chỉnh lại vẫn có thể tái hiện diện mạo lúc trước nhưng nam hoài vương không hề tu chỉnh bởi vì tòa phủ đệ này chỉ là chỗ ở tạm thời của hắn nên dù mỗi cm mỗi cục gạch đều là dùng vàng đắp lên hắn cũng xem thường nơi ở trong lòng của hắn hướng tới chỉ có hoàng cung về mặt nào đó Nam Hoài Vương và Quý Thái Phi rất giống nhau. Bọn họ đều là kẻ có dã tâm, đều muốn làm người cầm quyền thiên hạ này. Vì mục đích này, Quý Thái Phi có thể giết tỷ, giết con, hy sinh tất cả những gì có thể hy sinh. Còn Nam Hoài Vương, vì mục đích cuối cùng này, có thể uất ức cầu toàn, có thể làm bộ đáng thương, có thể gào khóc bên ngoài kim loan điện tám canh giờ. Luận tâm cơ, Nam Hoài Vương còn lâu mới đuổi kịp Quý Thái Phi, quý thái phi thất bại là vì bà ta nóng vội và đa nghi. Người tuyệt tình có thể thành đại sự, nhưng quý thái phi lại vì tuyệt tình mà làm chậm trễ đại sự, cuối cùng rơi vào cảnh mình và con trai tự giết nhau. Bởi vậy, câu nói tính cách quyết định vận mệnh không hề sai. Nam Hoài Vương ẩn nhẫn, có được giãn được, với tính tình này, nếu có cao nhân nâng đỡ thì rất đáng sợ. Phía sau hắn, vừa vặn có một vị cao nhân, người này tên Thương Khâu. Thương Khâu là một thầy phù thủy, có thể biết được ba phần ý trời. Loại thầy phù thủy mưu hay trước giỏi này, phỏng đoán lòng người hết sức lợi hại, còn hiểu được bằng môn tà đạo, trong giang hồ có không ít thầy phù thủy, nhưng lại không có ai lợi hại như thương khâu. Mộ Dung Khanh quyết định, sẽ ra tay từ loại người thông minh thương khâu này, bởi vì, người càng thông minh sẽ càng cẩn thận, càng cẩn thận, sẽ càng bó tay bó chân. Bữa tiệc tiến biệt đêm nay là một vở kịch quan trọng đối với Hoàng đế bởi vì đây là lần quốc yến đầu tiên sau khi hắn lành bệnh. Hắn muốn thông qua quốc yến này, thông báo với tất cả mọi người, hắn đã khỏi hẳn, lại một lần nữa lấy lại quyền hành của mình. Lần này chuẩn bị rất vội vàng, nghi quý phi và mai phi gần như hết sách cả cuống họng, nô tài trong cung vắt chân lên cổ, mới bố trí ổn thỏa bữa tiệc đêm nay. Bởi vì là quốc yến, nên hoàng đế cũng cho cung nhân suốt cung thông báo cho hoàng thân quốc thích và quan viên nhị phẩm trở lên vào cung tham gia lần này, không mang theo gia quyến. Tin tức thương mai sẽ phải đi Bắc Mạc đã nhanh chóng lan truyền trong kinh thành. Bách tính đều rất kiêu ngạo, bởi vì Bắc Mạc và Đại Chu vốn định khai chiến, nhưng hiện tại Bắc Mạc lại đòi Vương Phi Đại Chu đi cứu vớt dân chúng của bọn họ. chương 544, chim bay lỡ dịp. Tất nhiên Nam Hoài Vương hiểu rất rõ tâm tư của Hoàng đế. Hiện tại ở trước mặt Hoàng đế, hắn chính là cháu trai ngoan ngoãn, Hoàng đế bảo hắn đi hướng đông, Hắn không dám đi hướng Tây. Hắn được mời tham dự quốc yến đêm nay, vốn muốn vào cung đi theo làm tùy tùng hỗ trợ chuẩn bị, nhưng Thương Khâu bảo hắn đêm nay hãy dùng thân phận là khách để vào cung. Hoàng đế đã có ý muốn thăng hắn làm thái úy, bây giờ hắn phải thận trọng thân phận. Nói cách khác, cháu trai tạm thời này có thể chậm rãi nếm thử làm ông lớn rồi. Hơn nữa, Thương Khâu vô cùng chú ý tin tức biên cương. Bây giờ, Tiêu Kiêu tạm thay chức nguyên soái mộ dung khanh trọng thương. Tin tức này, hắn chỉ tin phần đầu, mà không tin phần sau là mộ dung khanh trọng thương. Nếu mộ dung khanh trọng thương thật, làm sao đám người tiêu thác đồng ý trở về? Tuy nói lệnh hoàng đế khó cưỡng, nhưng tướng ở bên ngoài, có thể không nhận quân mệnh, nhiều lắm thì ngày sau trở về thỉnh tội với hoàng đế, cái này không có gì lớn. Mà từ khi đại quân khai phát đến giờ, cũng chưa từng xảy ra chiến sự trọng đại, cùng lắm là mấy trận náo loạn nhỏ. Với sách lược và kinh nghiệm chiến trường của Mộ Dung Khanh mà lại bị trọng thương trong náo loạn nhỏ này thì đúng là không thể tin. Nhưng, nếu Mộ Dung Khanh không phải trọng thương, sao Tiền Tuyến lại để cho Tiêu Kiêu thay mặt nguyên soái, Mộ Dung Khanh có thể làm gì? Đây là vướng mắc mà thương khâu vẫn không thể lý giải. Hắn cũng đã nói lo lắng này cho Nam Hoài Vương. Ngươi nói là hắn sẽ trở về ám sát bản vương sao? Nam Hoài Vương cười lạnh một tiếng, hắn không dám, không phải còn có đồng mệnh cổ sao? nếu hạ thương mai tìm được cách giải đồng mệnh cổ thì sao thương khâu nói nam hoài vương khẽ giật mình điều này chưa chắc không thể y thuật của hạ thương mai thật sự rất xuất sắc xem ra vẫn phải tìm phương nhi hỏi một chút nam hoài vương trầm ngâm một chút nói thương khâu lắc đầu không bây giờ vương ra không thể tiếp xúc tôn phương nhi trước đó tôn phương nhi cho ngươi giải dược giúp ngươi giải độc đã có người theo dõi đến lúc này hoàng thượng vẫn đang nghi ngờ ngươi người vẫn phải hành động cẩn thận tôn phương nhi là vương phi tương lai của bản vương hoàng thượng trong lòng biết điểm này dù hắn biết nhưng hiện tại cũng sẽ không để ngươi và tôn phương nhi thành thân thậm chí có lẽ hắn chưa từng dự định để ngươi và tôn phương nhi thành thân bây giờ tôn phương nhi là người biết tất cả bệnh tình của hắn tôn phương nhi không thể xuất cung đi đâu cũng phải có người đi theo vương gia vẫn còn chưa rõ chủ ý của hoàng thượng phía sau điều này sao tôn phương nhi biết tất cả mọi chuyện một khi hoàng thượng hoàn toàn khỏi rồi, Tôn Phương Nhi liền phải chết. Nam Hoài Vương nhíu mày, xem ra, đồng mệnh cổ này còn chưa được giải hết. Hiện tại vẫn hy vọng chưa giải hết, bởi vì, nếu như đồng mệnh cổ giải rồi, e là nhiếp chính vương chưa chắc sẽ tha cho vương ra. Lần này hắn gọi là bị trọng thương, có thể hồi kinh ám toán ngươi hay không, rất khó nói. Nam Hoài Vương suy nghĩ một chút, người hãy bói một chút xem, xem có phải mộ dung khanh âm thầm trở về rồi hay không. Thương khâu gật đầu, ta đang có dự định này. Thương khâu tinh thông xem bói chu dịch, hoa mai dịch số, xem bói, cầu một việc thường là chuẩn nhất. Đam mỹ sắc, hắn xem bói là dùng mai rùa, vứt ra lặp đi lặp lại sáu lần, mỗi một lần đều ghi lại số âm dương. Sau đó, hắn vẽ quẻ tượng, chậm rãi nhíu mày. Thế nào, Nam Hoài Vương hỏi. Thương khâu thu hồi mai rùa, nói, là quẻ vô vọng, dị quẻ, là quẻ hạ hạ, có thiên lôi vô vọng, ý vô vọng mà đến đó là cái ý gì nam hoài vương không hiểu hỏi chim bay lỡ dịp rơi trong lồng cho dù xòe cánh bay cũng không thể bay được trước mắt phải giữ bổn phận hoàn toàn không thể vọng tưởng xem ra mộ dung khanh thật đã trở về kinh thành còn định ngăn chặn vương ra hơn nữa chim bay lỡ dịp rơi trong lồng ý là nhiếp chính vương đã quay lại kinh thành đã bắt đầu hành động với vương ra nam hoài vương thất kinh hắn thật trở về rồi quẻ tượng biểu hiện không hề sai, mà quẻ tượng có xuất hiện thay đổi, ý là có thể biến báo, cách biến báo chính là nhẫn nại cẩn thận, an giữ bổn phận. Nam Hoài Vương suy nghĩ một chút, vậy trước đó chúng ta định mua sắm cung nỏ, xem ra là phải dừng lại rồi. Tạm thời không nên hành động khinh suất, chờ sau khi Hạ Thương Mai đi Bắc Mạc rồi hãy tính toán tiếp, đến lúc đó, mọi người đều chú ý tới Hạ Thương Mai, nhiếp chính Vương chắc cũng sẽ âm thầm đi theo, Vương ra lại hành động cũng không muộn, bây giờ chỉ lo chim bay lỡ dịp này có thể có ám chỉ hay không. Nam Hoài Vương vội vàng nói, người đâu, ngay lập tức đi điều tra xung quanh, xem có ai khả nghi hay không. Thị vệ lĩnh mệnh ra ngoài, ở bên ngoài phủ đi một vòng, quả nhiên phát hiện có mấy người âm thầm thăm dò, nhìn thấy thị vệ liền vội vàng đi ra, giống như đang theo dõi vương phủ. Thị vệ vội vàng trở về bẩm báo, vương ra, phát hiện có mấy người ở bên ngoài phủ lén lén lút lút, vừa nhìn thấy thuộc hạ, đã mượn cớ đi ra xem bộ pháp bọn họ chắc là cao thủ nội ra nam hoài vương và thương khâu lướt nhau quả nhiên như hắn dự đoán nam hoài vương nghiến chặt răng không nghĩ tới mộ dung khanh lại quay về đối phó hắn sao huynh đệ ruột thịt lại đến mức này thương khâu lại tính một quẻ nói vương ra tối nay là thời điểm điểm giữ qua đêm nay sẽ dần dần bình an nói vậy thì đêm nay bản vương không nên đi ra ngoài nam hoài vương nhíu mày chỉ có thể như thế, Thương Khâu chuyển động mai rùa, nói: "Nhưng mà, tối nay là quốc yến, nếu bản vương không có mặt, sợ hoàng thượng sẽ nghi ngờ gì." Nam Hoài Vương khó xử nói. Thương Khâu mỉm cười, mượn cờ ốm không đi, dù hoàng thượng thật hoài nghi, phái người đến đây tra hỏi, ta cũng có biện pháp đối phó. Mượn cờ ốm, Nam Hoài Vương suy nghĩ một chút, cũng không phải không thể, chuyện đã tới nước này thì cũng không có cách nào, chỉ có thể như vậy, tất cả nghe theo tiên sinh chỉ là phải khiến vương gia uất ức, trước tiên hãy uống canh ba đậu trước. Hoàng đế có lòng nghi ngờ nặng, hắn luôn phòng bị vương gia, nếu đêm nay vương gia không có mặt, chắc chắn sẽ nghi ngờ, cũng nhất định sẽ phái người tra hỏi, cho nên mượn cờ ốm, chỉ có thể là bệnh thật. Khổ nhục kế, giả vờ đáng thương, luôn là sở trường của Nam Hoài Vương. Hắn nói, "Được, người đi chuẩn bị, bản vương sai người vào cung." Thị vệ Vương phủ tuân lệnh vào cung đi xin nghỉ thị vệ bẩm báo lộ công công, nói vương gia ăn phải thức ăn không tốt, sớm hôm nay đã bắt đầu tiêu chảy, đến nay đã đi mười mấy lần, ngay cả đi cũng không đi được. Lộ công công đuổi hắn trở về rồi lập tức bẩm báo hoàng đế. Quả nhiên, sau khi nghe thấy Nam Hoài Vương cáo ốm không đến, hoàng đế liền sinh lòng nghi ngờ, hắn nói, đêm nay quan viên nhị phẩm trở lên đều vào cung, hắn không đến, có phải có tính toán gì hay không? Bây giờ, trong kinh đã rút lệnh cấm đi lại ban đêm, nếu hắn có ý đồ gì, sợ là phòng bị không kịp. Hoàng đế luôn nhớ, Nam Hoài Vương am hiểu nhất chính là ám sát, mà tử sĩ trong tay hắn phải chăng chưa bị mất, đến nay còn chưa điều tra rõ. Lộ công công nói, nếu Hoàng thượng không yên tâm, không bằng nô tài suốt cung một chuyến, tìm hiểu hư thực. Ừm, người hãy dẫn theo ngự y ra ngoài, nếu hắn thật giả bệnh, ngự y nhất định có thể nhìn ra. Hoàng đế nói, lộ công công đáp vâng, nô tài đi ngay. Lộ công công nói xong, lui ra ngoài. Hoàng đế suy nghĩ một chút, lại sai người truyền Tôn Phương Nhi đến. Chương 545, giả bệnh. Tôn Phương Nhi là được người dìu đến, sắc mặt nàng ta tái nhợt khác thường. Sau khi đi vào, cung nhân liền dìu nàng ta ngồi xuống, nàng ta gần như không thể đứng thẳng. Hoàng đế đã hạ ý chỉ, ân chuẩn nàng ta vào cung ban thưởng ngồi. Tham kiến hoàng thượng, dù ngồi nhưng Tôn Phương Nhi vẫn không quên cấp bậc lễ nghĩa chỉ là ngồi thế này mà chào, không khỏi khiến người ta cảm thấy chẳng ra làm sao. Hoàng đế đuổi công nhân ra ngoài, nhìn Tôn Phương Nhi, ngươi là vị hôn thê của lão bát, lại từng sống cùng hắn nhiều năm ở Nam Quốc, ngươi hiểu hắn như lòng bàn tay, phải không? Tôn Phương Nhi gật đầu, đúng thế. Đúng như vậy, Tôn Phương Nhi không dám nói láo, mệnh của nàng ta vẫn đang nằm trong tay hoàng đế. Mặc dù, sống cũng không như ý, nhưng nàng ta vẫn muốn sống, còn sống có nghĩa là còn rất nhiều cơ hội. Ngươi là thật lòng muốn gả cho hắn hay là vì nguyên nhân khác? Câu hỏi này của hoàng đế đúng là thẳng thắn, khiến Tôn Phương Nhi kinh ngạc một lát. Nguyên nhân khác, còn có thể vì nguyên nhân gì khác chứ? Không có gì hơn là dã tâm mưu phản của Nam Hoài Vương. Tôn Phương Nhi cảm thấy hoàng đế hiểu hết, nhưng lại giống như chẳng hiểu gì cả. Có lẽ là hắn nhìn rõ nhưng lại không hiểu. Không biết trả lời như thế nào sao? Hoàng đế cười lạnh, trong lòng chấm, ngươi luôn là người thông minh hiểu chuyện, bây giờ Nam Hoài Vương là nỏ mạnh hết đà. Tôn Phương Nhi không thể không thừa nhận, có mộ dung khanh, có hoàng đế, còn có đám dạ vương, Nam Hoài Vương đúng là như tôm tép nhãi nhép mà thôi. Nàng ta chưa bao giờ là người mượn gió bẻ măng, hoặc là nói, nàng ta chỉ đang tìm kiếm người mạnh hơn để dựa vào. Vương gia nói muốn cưới dân nữ, dân nữ ngấp nghé vị trí vương phi, nên đồng ý. Tôn Phương Nhi nói, Hoàng đế cười một tiếng, người rất thẳng thắn. Dân nữ không cho rằng có thể giấu được hoàng thượng chút tâm tư ấy. Tôn Phương Nhi nói, cũng không phải là ra sức nịnh nọt, mà là nàng ta thật cho rằng như vậy. Làm sao hoàng đế không nhìn ra nàng ta không có tình cảm với Nam Hoài Vương? Chẳng qua là lợi dụng lẫn nhau. Ừm, chấm biết, lúc trước chuyện ngươi và lão thất đã gây ẩm ý xôn xao dư luận, bây giờ đã hết tâm tư với lão thất rồi sao? Hoàng đế hỏi, tâm tư, Sớm mất rồi, đời này dân nữ cũng không làm được vương phi của vương gia, trong lòng hắn không có dân nữ. Nhưng nếu như hỏi dân nữ còn tình cảm với hắn hay không, là còn có, đời này dân nữ yêu một người như vậy. Đời này cũng không làm được vương phi, chỉ sợ chưa chắc, nếu Hạ Thương Mai chết rồi, chấm sẽ tứ hôn cho các ngươi, chẳng phải ngươi có thể làm vương phi sao? Hoàng đế cười khẽ. Tất nhiên, Tôn Phương Nhi không ngây thơ như vậy nàng ta biết chẳng qua hoàng đế muốn ném ra ngoài cành ô lưu sau đó chắc là lợi dụng nàng ta nhưng giả ngu không phải là cách để tự vệ sao nàng ta bỗng ngẩng đầu lên khó nén vui sướng nơi đáy mắt thật sao vua không nói chơi hoàng đế nói chỉ là bây giờ dân nữ và nam hoài vương có hôn ước hôn ước hoàng đế thản nhiên cười chấm hạ một đạo ý chỉ chẳng phải hôn ước này không có sao giải trừ hôn ước như vậy là vô cớ xuất binh có danh vô danh không phải chỉ là chuyện một câu nói sao phương nhi thông minh nên biết làm như thế nào tất nhiên tôn phương nhi không muốn có quan hệ gì với nam hoài vương dù biết không làm được nhiếp chính vương phi nhưng có thể giúp nàng ta thoát khỏi nam hoài vương cũng là một chuyện tốt nàng ta yếu ớt đứng lên chậm rãi quỳ xuống phương nhi mời hoàng thượng làm chủ hoàng đế thỏa mãn gật đầu tự mình đưa tay dìu nàng ta tốt nếu bây giờ Nam Hoài Vương không phải vị hôn phu tương lai của ngươi, ngươi cũng không cần thiết che chở hắn, hãy báo cho chấm. Mấy năm nay Nam Hoài Vương đã bố trí tử sĩ của hắn ở Nam Quốc, đến cùng có bao nhiêu người, những người này, đều ở nơi nào? Tôn Phương Nhi nói, tử sĩ chắc là hầu như không có, những tử sĩ này thật ra đều là quý thái phi bồi dưỡng ra, Nam Hoài Vương và quý thái phi liên kết, bởi vậy tử sĩ cũng nghe lệnh Nam Hoài Vương, chỉ là mấy năm nay, Nam Hoài Vương ở Nam Quốc triều binh mãi mã, thế lực không thể khinh thường. Dù những thế lực này ở Nam quốc xa xôi, nhưng nếu Nam Hoài Vương hiệu lệch, những người này lập tức sẽ xua quân về phía Bắc, tất nhiên Hoàng thượng có thể trấn áp, nhưng sẽ tạo thành uy hiếp nhất định đối với Kinh Thành. Những thứ này chấm có thể hiểu rõ, như vậy, ở Kinh Thành hắn bố trí ở đâu? Hoàng đế hỏi, Tôn Phương Nhi lắc đầu, cái này dân nữ đúng là không biết, bởi vì, khi dân nữ dựa vào quý Thái Phi, Nam Hoài Vương đã không tín nhiệm dân nữ, Phàm là lung lạc triều thần, đều giấu giếm thần nữ. Tôn Phương Nhi không thể không biết, nhưng nàng ta tạm thời phải chừng mực trong lời nói, bởi vì liên lụy quá lớn, trong kinh biến đổi, địa vị hoàng đế sẽ bất ổn, hoàng đế bất ổn, nàng ta cũng liền khó mà sống yên phận. Trừ phi, nàng ta có thể rời khỏi kinh thành, rời đi tất cả ở đây, nếu không, nàng ta không thể nói hết ra. Hoàng đế cười thâm trầm, cho nên chấm nói, Phương Nhi là người thông minh. Hoàng đế biết Tôn Phương Nhi vẫn còn giấu giếm, nhưng không quan trọng, cuối cùng nàng ta sẽ nói, hiện tại chẳng qua quan sát năng lực Nam Hoài Vương mà thôi. Tôn Phương Nhi không lên tiếng, cúi đầu, rũ mắt. Người trở về đi, Hoàng đế thản nhiên nói. Vâng, Phương Nhi cáo lui, Tôn Phương Nhi đứng lên, lung lay, nhưng cũng có thể miễn cưỡng bước được mấy bước, vén rèm lên ra ngoài, liền có người dìu nàng ta ra ngoài. Lộ công công đi Nam Hoài Vương phủ, mang theo hai ngự y thương khâu dẫn lộ công công và ngự y đi vào xin lỗi từ sớm nay vương gia đã đau bụng quằn quại đã uống ba lần thuốc nhưng vẫn không hề có chuyển biến tốt nên vương gia mới bất đắc dĩ sai người vào cung thông báo hoàng thượng vắng mặt bữa tiệc đêm nay là ăn phải đồ không tốt hay là làm sao lộ công công hỏi đại phu nói chắc là bị cảm lạnh cộng thêm bữa tối qua mê rượu uống nhiều mấy chén nến đã ăn chút thịt bằm Thịt băm là dùng phần thịt vụn trên thịt heo mập, đặc biệt nhiều mỡ, bình thường ăn 2-3 miếng đã cảm thấy ngán. Thì ra là thế, lộ công công nói. Vừa tiến vào trong phòng, đã ngửi thấy trong phòng mùi thối nồng nặc, lộ công công che mũi đi vào, nhìn thấy nam hoài vương mặt xám ngoét, cả người không hề có tinh thần, nào còn có tinh thần sáng láng trước kia. Hoàng thượng biết được vương gia thân thể khó chịu, đặc biệt để ta mang theo ngự y suốt cung khám và chữa trị cho vương gia, vương ra cảm thấy khỏe hơn chút nào chưa? Nam Hoài Vương mở mắt ra, ai ra, là lộ công công tới. Bản Vương thất kính. Hắn dẫy dụa muốn đứng lên, bây giờ Nam Hoài Vương cũng rất cung kính với người bên cạnh Hoàng đế, không hề có chút kiêu ngạo nào. Lộ công công vội chặn cánh tay của hắn lại, Vương ra mau nằm, đừng dậy, sau này Vương ra phải chú ý ẩm thực. Nam Hoài Vương thở dài, cha, bản Vương cũng là tham ăn tham uống, ở Nam Quốc, lâu rồi không ăn món ăn kinh thành, đầu bếp làm bản vương nhất thời không nhịn được sau này vương gia ở lại kinh thành rồi không cần tham nhất thời nữa lộ công công an ủi hai câu rồi bảo ngự y tiến lên khám khám xong ngự y kê thuốc vương gia dựa theo phương thuốc này uống hai ngày thì sẽ không việc gì nữa nam hoài vương cảm tạ lệnh thương khâu đưa bọn họ ra ngoài sau khi về cung lộ công công bẩm báo hoàng đế hoàng thượng ngự y đã khám rồi vương gia đúng là bị bệnh mặt mày tái mét, ngự y nói mạch tượng chậm và nặng, không có sức, là bị tiêu chảy. Tiêu chảy, hoàng đế nhíu mày, ngự y nói thế nào, ăn thức ăn không tốt bị đau bụng sao? Có khả năng này, nhưng mà ngự y cũng nói, nếu ăn ba đậu, cũng chịu chứng bệnh như vậy. Lộ công công nói, hoàng đế khẽ cười, ừm, um, chấm biết rồi, truyền triệu trương khanh ra, đêm nay cấm quân tăng cường phòng bị. Gió. mươi 546, bắt đầu sự kiện nhỏ giờ dậu quốc yến còn chưa bắt đầu, trong cung rực do ánh đèn, hàng hóa xuất ra trong một ngày cũng vô cùng tinh tế, may nhờ có sự chỉ đạo hợp lý của Mai Phi. Nội phủ và Mai Phi phối hợp rất tốt, bây giờ tổng quán nội phủ đã quen với việc chuyện gì cũng bẩm báo với Mai Phi rồi, mặc dù nghi quý Phi ngoi ở vị trí quý Phi, nhưng hiện giờ trong cung đều nghe theo lời Mai Phi, ngay cả Hoàng thượng cũng ngầm chấp nhận rồi. Mai Phi không phụ thuộc vào nhà mẹ đẻ, nên đương nhiên Hoàng thượng cũng rất yên tâm trọng dụng nàng. Trước kia nghi quý phi là người khôn khéo trong lòng hoàng đế, nhưng từ khi làm bệnh, ông ta đã nhận ra ý đồ của nghi quý phi. Bên cạnh đó, dần dần cũng có những tin đồn về nghi quý phi và thái tử bị phể được truyền tới tai hoàng đế. Tuy rằng hoàng đế không điều tra xác nhận rõ ràng, nhưng trong lòng chắc chắn đã có ngăn cách. Không có lửa làm sao có khói. Vì vậy, trong quốc yến tối nay, ông ta đã lệnh cho Mai Phi ngồi bên cạnh mình, chứ không phải là nghi quý phi địa vị cao quý nữa. Tối nay giả vương cũng phung mệnh dẫn người đi tuần tra khắp hoàng thành, hắn thân là thái úy, lại là thân vương, tối nay han cũng nên có mặt tại yên tiệc, nhưng hoàng để lại cứ phải han di. Có thể thấy trong thời gian giả vương giữ chức thái úy, việc han làm không được vừa ý hoàng thượng. Bữa tiệc vừa mới bắt đầu, thậm chí hoàng đế còn chưa kịp nói vài câu mở đầu thì đã thấy giả vương dẫn người đi vào. Hoàng để nhíu mày, không phải đã bảo hắn tối nay chỉ được bên ngoài tuần tra sao? dạ vương đi thẳng về phía trước lộ công công bước xuống hỏi dạ vương không phải ngài đang ở ngoài tuần tra sao sao lại đến đây dạ vương nhẹ nhàng trả lời công công bản vương có chuyện muốn bẩm báo hoàng thượng tối nay phải tiếp đón khách khứa nếu không phải chuyện quan trọng thì mai hang nói lộ công công nói tiếp dạ vương đáp lại rất quan trọng lộ công công do dự một lát dạ vương xin chờ một lát nô tài sẽ báo lại cho hoàng thượng trước Giả vương bất ngờ xuất hiện khiến mọi người có chút căng thẳng, vì ai nấy đều biết, nhiệm vụ chính của giả vương hôm nay là đi tuần tra. Hoàng đế nghe lộ công công bẩm báo xong liền nói, bảo hắn qua đây. Lộ công công vẫy vẫy tay ra hiệu cho giả vương tiến lại gần. Vị yến tiệc tối nay còn chưa chính thức bắt đầu, nên ánh mắt của mọi người đều đổ dồn lên giả vương. Kỳ vương ra cũng cảm thấy trong lòng có chút bồn chồn lo lắng, hiện tại mối quan hệ giữa Đại Chu và Bắc Mạc đang rất căng thẳng, thực chất an toàn của bản thân hắn cũng đang bị uy hiếp. Vì vậy nên mặc dù hắn ta có vẻ đang ung dung uống trà, nhưng ảnh mất vẫn dán chặt vào giả vương và hoàng đế. Giả vương tiến đến, hoàng đế liền đứng dậy, hai người cùng đi vào trong nội điện. Sau khi giả vương bước vào, hắn ta nói nhỏ vào tai hoàng đế, bẩm hoàng thượng, hôm nay trong lúc trương tướng quân đi giả soát đã phát hiện ở khu giao hà phía Đông Thành có biểu hiện bất thường, có kẻ giao một lượng lớn cung nỏ ở đó hoàng đế kinh ngạc, cung nỏ là vũ khí ở kinh đô đại chu cấm buôn bán vũ khí hơn nữa còn cấm các giao dịch ngầm bắt được người chưa hoàng để hỏi chưa bắt được nhưng cung nó đã thu lại rồi tại sao chưa bắt được người đó là một nhà kho để đồ tạm thời có người canh giữ khi trường tướng quân dẫn người đến khám xét tên đó đã lén trốn đi trương tướng quân lập tức phái người đuổi theo nhưng tên này đã chạy vào dạ vương nói đến đây thì ngừng lại do dự nhìn hoàng đế hoàng để biết có chuyện liên hói chạy vào đâu dạ vương nói trương tướng quân nói đuổi theo tên đó thì phát hiện hẳn chạy vào phủ nam hoài vương hoàng đế nghe vậy sắc mặt thoáng hiện vẻ sướng sờ thật sao thần đệ không có mặt ở hiện trường lúc đó thần đệ đang tuần tra trong kinh thành là trương tướng quân đích thân đến báo tin thần đệ liền vào đây bẩm báo với hoàng thượng xin hoàng thượng quyết định có vào trong tìm kiếm hay không hoàng đế suy nghĩ một chút rồi nói truyền trương khanh ra đến gặp Tram. Không phải ông ta không hoàn toàn tin tưởng Dạ Vương, chi là hần và mộ dung khanh qua lại thân thiết hơn, không thể đảm bảo hắn sẽ bị đặt điều gì. Lỗ Công công ra ngoài truyền gọi Trương tướng quân, Trương tướng quân đang đợi tin Dạ Vương ở ngoài cung. Trương tướng quân được gọi đến, Dạ Vương cũng bị bỏ lại bên ngoài. Dạ Vương đứng ngoài bức màn, lạnh lùng cong khóe miệng thành một nụ cười. Một lúc sau, Trương tướng quân bước ra. Dạ Vương hỏi hoàng thượng nói sao trương tướng quân trả lời hoàng thượng nói cần suy nghĩ một lát bảo mật tướng ở đây đợi dạ vương lạnh lùng nói vậy đợi đi hoàng để hỏi qua trương tướng quân sự việc có phải là thật không ông ta vô cùng tức giận lộ công công bị bỏ bên trong điện khuôn mặt ảm đạm hoàng thượng trương tướng quân vẫn đang chờ quyết định của người lộ công công nhẹ giọng nói hoàng đế đáp lão già này ta biết hắn sẽ không yên phận nhưng không ngờ quý thái phi mới mất không bao lâu mà hắn đã bắt đầu ngu ngốc muốn động thủ rồi. Lộ công công nói, có khi nào kẻ đó chạy nhầm vào phủ. Nam Hoài Vương không, chạy nhầm, vậy tối nay lão già đó không xuất hiện, thật sự là bị bệnh sao? Hoàng để cười lạnh, e là chưa chắc đã là như vậy, đừng quên, ngự y đã nói dùng bã đậu cũng có thể gây nên tình trạng tiêu chảy nghiêm trọng. Vậy Hoàng thượng định làm thế nào? Người thật sự muốn đi lục soát phủ Nam Hoài Vương sao? Hoàng đế xua tay, "Không, cho dù có tìm kiếm cũng không tìm được gì đâu. Nhưng mà, không phải lúc nào cũng có người canh giữ sao? Kẻ đó chạy vào trong, nếu thật sự là người của hắn, sợ là bây giờ đã biến thành hạ nhân trong phủ rồi, người còn có thể tìm ra cái gì sao?" Hoàng đế lạnh lùng nói. Lộ Công công gật đầu, "Đúng là như vậy." Hoàng đế nheo mắt, suy nghĩ một chút rồi nói, người lập tức truyền ý chi của Trầm, nói quốc yến tối nay không thể thiếu hắn, bảo hắn đến tham dự." nếu bệnh nặng quá thì khiêng vào là được. Ngày mai kỳ vương gia sẽ rời khỏi kinh thành, nếu có kẻ nào mưu đồ thâm hiểm, thì tối nay chính là cơ hội tốt để ra tay, vậy nên ông ta nhất định phải để Nam Hoài Vương trong tầm mắt. Lộ công công nhận lệnh rời đi. Hoàng đế yêu cầu giả vương tăng cường tuần tra, trương tướng quân mang số cung nỏ kia về kho quân binh. Tuy nhiên, khi trương tướng quân đến khu giao hà thì phát hiện ra rằng tất cả cung nỏ đều đã bị trộm mất, người của hắn cũng bị thương nặng không ít, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Đây quả thực là chuyện lớn, ai lại có thể tấn công cấm quân và mang cung nỏ đi trong thời gian ngắn như vậy. Trương tưởng quân lập tức ra lệnh phong tỏa cổng thành, sau đó đích thân quay về bẩm báo với hoàng đế. Khi trương tướng quân vào trong cung, hoàng đế đang miễn cưỡng cười vui vẻ, vì lộ công công đi mời Nam Hoài Vương, Nam Hoài Vương vẫn báo bệnh không đến được, lộ công công vừa nói sẽ khiêng hẳn vào cung thì Nam Hoài Vương đã ngất đi ngay lập tức lộ công công biết han giả vờ ngất nhưng không miễn cưỡng được chỉ đành quay về cung bẩm báo lại với hoàng thượng trong lòng hoàng để sao có thể thoải mái được nhưng vì vẫn còn khách khứa nên ông ta chỉ có thể cố cười gượng gạo nhìn thấy trương tưởng quân đi tới sắc mặt hoàng đế liền đông cứng lại trương tướng quân đi thẳng đến bên cạnh hoàng đế ghé sát tai nói nhỏ hoàng thượng cung nó đã bị mang đi hết cẩm quân còn bị thương hoàng đế vô cùng tức giận đập bàn một cái khiến kỳ vương gia và các quan đại thần đều nhốn nháo lướt mắt nhìn sang, kinh ngạc không biết đã xảy ra chuyện gì. Thương Mai và Tráng Tráng nhìn nhau, cũng giả vờ tỏ vẻ hết sức kinh ngạc nhìn Hoàng đế. Hoàng đế kiếm chế cơn tức giận, mỉm cười, thu tay lại, không sao, mọi người tiếp tục uống rượu đi, chấm có chút chuyện cần giải quyết. Ông ta đứng thẳng người, trở vào nội điện, trương tưởng quân cũng đi theo vào. Hoàng đế không kìm được lửa giận hiện rõ nơi đầu mày, vừa bước vào nội điện liên nghiêm giọng nói, không phải ta đã lệnh cho người phải người canh giữ sao? Kẻ nào có khả năng cướp cung nỏ đi từ trong tay cấm quân chứ? Trương tướng quân vội vàng quỳ xuống tạ tội, xin hoàng thượng bất giận, đúng là thần đã hạ lệnh cho người canh giữ, nhưng đối phương người đông, cộng thêm võ công cao cường, mà tướng đã hỏi qua cẩm quân, những người đó có vẻ là người trong giang hồ, khinh công rất đáng gờm, hơn nữa tổ chức cũng rất mau lẹ, cấm quân ít người, không thể nào ngăn cản được, chương 547, người muốn giết bản vương. Hiển nhiên hoàng đế rất nóng nảy, ông ta úp tay lại xoay một vòng, đã phong tỏa cổng thành chưa? Số lượng cung nó lớn như vậy, không thể chuyển ra ngoài được đâu. Thần đã lập tức hạ lệnh phong tỏa cổng thành, cũng đã phải người tìm kiếm khắp nơi. Bảo giả vương dẫn người đi tuần tra, buộc phải tìm ra số lượng cung nỏ này. Hoàng đế thấp giọng nói, vâng, thần sẽ đi ngay. Trương tướng quân chắp tay ra ngoài, sau khi trương tướng quân rời đi, hoàng đế cũng không còn tâm trạng ăn uống nữa, nhưng kỳ vương gia vẫn còn ở đây, ông ta vẫn phải dốc tinh thần để ứng phó. Trong hy vi cung, bóng hai người lặng lẽ bay trên lớp ngói, trực tiếp đi vào phòng của tôn phương nhi. Một lúc sau, một hắc y nhân ôm một nữ tử ra ngoài, dùng khinh công bay lên đỉnh nhà. Lại một lúc nữa, tôn phương nhi đi ra khỏi phòng, sau khi nàng ra ngoài, quan sát xung quanh, xác nhận không có ai, mới đi từ cửa ngách ra ngoài. Nhưng mà, hoàng đế vẫn luôn phái người quan sát nàng, nàng không ra khỏi cửa ngách thì thôi, vừa ra khỏi hy vì cung là đã có người theo dõi nàng. Một trong những người quan sát nàng trở về bẩm báo với hoàng thượng, hai người còn lại vẫn tiếp tục theo dõi. Bữa rượu này của hoàng đế đúng thật là không dễ chịu một chút nào, hạ nhân bẩm báo với ông ta, nói tôn phương nhi lặng lẽ ra ngoài, ông ta càng cảnh giác hơn. Sai người nhất định phải đi theo Tôn Phương Nhi, xem nàng đi gặp ai. Lương Vương cũng đến tìm Hoàng đế, phong tâm trạng Hoàng đệ đang rối loạn, thấy Lương Vương không ngồi yên uống rượu, bực tức nói, ngươi lại muốn làm gì? Lương Vương khẽ nói, Phụ Hoàng, ban nãy nhi thần gặp Trương Tướng Quân, biết được phía bên bát Hoàng Thúc đã xảy ra chuyện, hay là nhi thần lấy lý do thăm bệnh, đi một chuyển đến Phủ Nam Hoài Vương để thăm dò thực hư. Hoàng đế nghe thấy lời này, thu vẻ tức giận lại, thấp giọng nói, cũng được, người mau đi một chuyển đi, phải thật lặng lẽ, đừng đánh dần động có. vâng, nhi thần sẽ đi ngay. lương vương chắp tay nói. tin tức không tốt không ngừng truyền đến tai hoàng đế. tôn phương nhi gặp hai người ở tụ phúc lâu, một người trong đó không ngờ lại là thương khâu bên cạnh nam hoài vương, còn về người còn lại, theo sư nhận diện của ám về của hoàng đế thì là con buôn vũ khí của đại nguyệt quốc. sau khi rời khỏi cung, lương vương đã lập tức lên xe ngựa, thị vệ đại kim cũng lên xe ngựa đi cùng. đến phủ nam hoài vương. Lương Vương sai người vào trong thông báo, nói là Phụng chỉ đến thăm bệnh. Lộ công công từng tới hai lần, lần đầu tiên là đưa ngự y tới, lần thứ hai, chính là tới chuyển ý chi của Hoàng thượng, bảo Nam Hoài Vương vào cung, rồi Nam Hoài Vương giả ngất. Vì vậy, lần này Lương Vương đến, Thương Khâu bèn nói với Nam Hoài Vương, là Hoàng thượng bảo hắn đến thăm dò thực hư về bệnh tình, bắt buộc phải gặp. Lương Vương đưa thị vệ Đại Kim vào, sau khi đi vào, thị vệ Đại Kim đóng cửa lại, rồi cởi lớp mặt nạ ra. Vừa quay người đã khiến Thương Khâu kinh ngạc. Chính Vương, Nam Hoài Vương vốn yếu ớt trên giường, nghe thấy Thương Khâu kêu lên một tiếng, vội chống người dậy. Quả nhiên, chỉ thấy mộ dung khanh mặc y phục của thị vệ Đại Kim, từng bước từng bước tiến đến, Lương Vương thì canh giữ ở cửa, đứng nguyên bất động. Người lại dám tự ý rời khỏi quân đội, lá gan người lớn thật đó, không sợ Hoàng thượng biết Nam Hoài Vương không dám tin nhìn hắn, tuy đoán được hẳn sẽ trở về, nhưng không ngờ hắn lại to gan đến mức xuất hiện trong phủ Nam Hoài Vương. Kỳ lạ sao, trong thiên hạ này, có chuyện gì mà bản vương không dám làm chứ? Mộ Dung Khanh khẽ cười một tiếng rồi ngồi xuống, vẻ mặt cuồng ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn giết bản vương, đừng quên, và ta có đồng mệnh cố. Nam Hoài Vương ngồi dậy, kéo mười mấy lần, sắc mặt hắn vốn đã rất tệ, giờ nhìn thấy mộ Dung Khanh lại càng xanh sao hơn. Thương khâu hét lên, người người đâu? lương vương nhàn nhạt nói cần hết nữa bản vương đến chuyển ý của hoàng thượng đã ra lệnh cho tất cả mọi người lui xuống hết rồi bây giờ ở ngoài kia đều là người của phủ lương vương ta lương vương điện hạ giờ đang là lúc hoàng thượng coi trọng long vương điện hạ điện hạ làm việc không cần suy nghĩ nhiều đừng để người khác lợi dụng thương khâu nói lương vương cười chính là phụ hoàng bảo bản vương đến đây các ngươi không biết sao bản vương đến phụng mệnh làm việc sao lại bị người khác lợi dụng chứ Bên cạnh bát hoàng thúc có nhiều loại người nói nhăng nói cuội thật đấy, hơn nữa còn không biết phép tắc, gặp bản vương với hoàng thúc cũng không hành lễ. Sắc mặt thương khẩu có chút cứng nhắc, tại hạ thương khâu bái kiến lương vương điện hạ, bái kiến nhiếp chính vương trước mặt người hoàng gia, tự xưng tại hạ, kiêu căng thật đấy nhỉ. Lương vương nhàn nhạt nói, thương khâu cúi người quỳ xuống, thảo dân thương khâu, tham kiến nhiếp chính vương, tham kiến lương vương ừm, miễn lễ lương vương đắc ý nói, khiến người ta như là một kẻ không hiểu đạo lý thương khâu đứng dậy, sắc mặt có chút tức giận, nhưng đã dần dần trở lại vẻ bình thường, hắn không thể bị kích thích được, lương vương đang muốn hắn tức giận, làm rối loạn suy nghĩ của hắn. Nam Hoài Vương nhìn chăm chảm mộ dung khanh, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Mộ dung khanh di chuyển cái cốc trên bàn, không làm gì cả. Nghe nói người bệnh rồi, bản vương đến đây thăm ngươi. Ngươi sẽ tới thăm ta sao? Thôi đi, sao không nói thắng luôn? nam hoài vương cảm thấy chắc mộ dung khanh sẽ không dám ra tay với hắn ngay trong vương phủ hơn nữa không phải còn có đồng mệnh cổ sao chẳng lẽ đồng mệnh cổ thật sự bị thương mai hóa giải rồi mộ dung khanh tự rót trà cho mình sắc mặt lạnh nhạt nói thăm ngươi là thật lòng đương nhiên cũng không chỉ là tới thăm ngươi không còn mang đến một tin tốt cho ngươi nữa tin tốt gì con người nam hoài vương co lại tin tốt của mộ dung khanh chắc chắn sẽ là tin xấu đối với han Mộ Dung Khanh chậm rãi thưởng trà, người còn nhớ tên buôn vũ khí kia chứ? Không phải người vẫn luôn tâm tâm niệm niệm muốn mua được một lượng cung nỏ từ chỗ hẳn sao? Người nói bậy gì vậy? Nam Hoài Vương tức giận nói. Không nói bậy, giao dịch này của ngươi và hẳn đã bất thành, nhưng bản vương có thể giúp người hoàn thành. Giờ lượng cung nỏ đó đang ở khu dân cư phía sau giao hà cư, ngại quá, khiến người thất vọng rồi, lại không có được một lần nữa. Mộ Dung Khanh nhếch miệng, đắc ý cười, bản vương không biết người đang nói gì, nhưng mà, người trốn khỏi quân đội, về kinh mua bán vũ khí, rốt cuộc là có ý đồ gì. Nam Hoài Vương lạnh lùng hỏi, người muốn làm gì thì bản vương muốn làm thứ đó, chỗ cung nỏ này là đồ tốt, vũ khí của Đại Nguyệt Quốc quả thực là bất phàm, so với đồ của Chu Gia ở Lương Quốc đúng là không kém chút nào. Mộ Dung Khanh không ngừng tán thưởng số cung nỏ này. Nam Hoài Vương kinh ngạc kêu lên, lần này ngươi hồi kinh là muốn tạo phản. Lời này vừa nói ra, hắn cũng cảm thấy kinh ngạc đúng vậy sao không nghĩ tới mục đích hồi kinh của mộ dung khanh chứ mộ dung khanh không chỉ nhắm vào mỗi hẳn giờ đây trong cung tuy được phòng bị nghiêm ngặt nhưng nhân thủ không đủ hơn nữa chiến sự với bắc mạc vẫn chưa thể triển khai mộ dung khanh có thể kêu gọi một lượng lớn binh mã tấn công hoàng cung hắn có đem binh mã về không nhất định là có tạo phản mộ dung khanh cười lạnh nhìn hắn thiên hạ này vốn là của bản vương sao lại nói là tạo phản chứ chỉ là lập lại trật tự mà thôi, hoàng thương ngu ngốc vô năng, trọng dụng một tên ninh thần phản bội như ngươi, giang sơn đại chu trong tay ông ta, sớm muộn cũng sẽ lụi tàn, bản vương chỉ muốn thay tổ tông gánh vác cơ nghiệp trăm năm này thôi. Ngươi đã khống chế hoàng thành rồi, ngươi muốn giết bản vương, nam hoài vương lập tức cảm thấy hoảng loạn. chương 548, Phản Chiến Mộ dung khanh chậm rãi cười, giết ngươi, sao lại thế được, không phải còn có đồng mệnh cổ sao, Lần này Bốn Vương đến chi để bảo cho ngươi biết, chuyện ngươi không làm được, Bồn Vương đã làm, người cứ cho nhìn Bốn Vương bước lên ngôi vị hoàng để trở thành cửu ngũ, mà ngươi, đương nhiên không chết được, chỉ cần đồng mệnh cổ không giải, ngươi cũng không thể chết. Nói xong, hắn đứng dậy dặn dò Lương Vương, phái người trông coi Nam Hoài Vương phủ cẩn thận, không cho phép Nam Hoài Vương bước ra phủ nửa bước, cũng không cho phép bất cứ kẻ nào làm Nam Hoài Vương bị thương, chờ tất cả chuyện lớn thành công rồi lại quyết định tiếp vâng. Lương Vương đáp nam hoài vương nhìn hắn bằng ánh mắt khó tin lại nhìn lương vương mộ dung toàn người điên rồi sao đó là phụ hoàng của ngươi ngươi lại đi tạo phản cùng hắn lương vương lạnh nhạt nói phụ hoàng chưa bao giờ trọng dụng bổn vương còn không bằng đi theo hoàng thúc dù sao cũng tốt hơn làm vương ra vô dụng như bây giờ mộ dung khanh nói với lương vương ngươi đừng bị hãn mê hoặc ở lại đây trông chừng bây giờ bổn vương đi mở cửa thành nói xong hắn lập tức đi ra ngoài lương vương canh giữ ở cửa cầm một thanh kiếm dài ngắm nghía thương khâu và nam hoài vương liếc nhìn nhau trong mặt có chút khiếp sợ tình hình thay đổi quá đột ngột cũng đúng với quẻ tượng chim bay lỡ rơi vào lồng bây giờ thật sự bị nhốt rồi nam hoài vương nhanh chóng tính toán thầm trong lòng nếu tối nay mộ dung khanh thành công hắn sẽ lập tức đăng cơ đến lúc đó kỳ vương ra dẫn hạ thương mai đến bắc mạc bắc mạc chịu ân của mộ dung khanh hắn hắn củng cố biên cương củng cố mối quan hệ của hai nước ai còn nghi ngờ tên nghịch tắc xoán vị nữa chứ. Chỉ sợ mọi người đều sẽ quỷ gối trước mặt hắn, hô to câu vạn tuế rồi mời hắn lên ngôi vị hoàng. Không thể để thực hiện được. Nghĩ đến đây, hắn quay qua đưa mắt ra hiệu với thương khâu. Thương khâu hiểu ý, đáy mắt hiện lên vẻ âm độc, nói với lương vương, điện hạ, người lại đây ngồi. Lương vương lạnh lùng nói, đừng tốn công vô ích, bên ngoài đều là người của bổn vương, hai người các người có mọc cánh cũng khó thoát. Thương khâu cười cười, thu lại toàn bộ ánh sáng trong đôi mắt nhỏ kia, thành thật nói, lương vương điện hạ, xin nghe thảo dân nói vài không cần nghe nữa, có nói gãy lưới cũng không thể cứu được hai người các ngươi. Lương vương nói, thương khâu bước lên, nhẹ nhàng đầu, vô cùng tiếc nuối nói, thảo dân không phải vì bản thân, chỉ cảm thấy điện hạ bị nhiếp chính vương lợi dụng như thế, thật sự rất đáng tiếc. Người muốn nói bậy gì đó, sao hoàng thúc lại lợi dụng bốn vương, lương vương chừng mắt nhìn hắn, Thương khâu lại bước về trước, điện hạ cứ nghĩ kỹ lại đi, nếu nhịp chính vương có được thiên hạ, hàn sẽ kiêng rẻ người nào nhất. Lương vương nhìn chăm chăm Han, người muốn nói gì thì cứ nói thẳng, đừng có quanh co lòng vòng ra vẻ thần bí. Được, vậy Thảo Dân nói thẳng, thương khâu đứng thẳng, nhìn chăm chăm Lương vương, Thảo Dân biết lần này không thể trốn được nữa, nhưng không cam lòng để nhiếp chính vương được như ý, nhất định phải nói cho điện hạ nghe tính toán của hẳn, một khi nhiếp chính vương có thế đăng cơ làm vua thì hắn chính là loạn thần tặc tử, nếu muốn chính danh thì phải đổ rất nhiều tội danh lên đầu hoàng thượng, để mọi người cảm thấy hắn cướp ngôi là vì đại đạo. Nhưng hắn vì mưu phản mà đăng cơ, cho nên chắc chắn sẽ kiêng rẻ con cái của hoàng thượng, lương vương là con trai trưởng của hoàng thượng, chắc chắn sẽ là người gánh chịu kiêng rẻ nhiều nhất, sẽ bị nhiếp chính vương hạ độc thủ. Thật ra lương vương điện hạ chỉ cần nghĩ lại là sẽ biết ai sẽ để một uy hiếp ở ngay bên cạnh mình chứ còn không phải là hết chim bẻ ná đến lúc đó hắn không cần phải lợi dụng lương vương điện hạ nữa còn sẽ nghĩ đến tình chú cháu sao hắn còn không thèm nghĩ đến tình anh em nữa mà lương vương lạnh mặt người đừng có ly dán tình cảm giữa bốn vương và hoàng thúc bổn vương tin hoàng thúc sẽ không làm thế hắn cũng không phải loại người như thế thương khâu nghe được những lời này bật cười điện hạ ngây thơ thật hắn không phải loại người như thế vậy hắn là loại người gì Người tốt sẽ đi tạo phản xoa. Nếu hắn muốn tạo phản thì khi hắn làm nhiếp chính vương chủ chính đã tạo phản rồi, bây giờ làm thế cũng chỉ là bất đắc dĩ. Thương khâu ép sát từng bước một, giọng cũng lạnh đi. Khi đó hắn đương nhiên sẽ không tạo phản, bởi vì hắn cho rằng hoàng thượng bị bệnh nặng, sớm muộn gì cũng sẽ một đi không trở lại. Hắn cần gì phải rầm rộ tạo phản rồi mang cái danh hiệu loạn thần tặc tử chứ? Bây giờ lại không giống, hoàng thượng khỏe lại rồi, hắn biết giã tâm của hắn không thể thực hiện được thừa dịp trong lúc hiệp nghị ngưng chiến với Bắc Mạc, thống lĩnh binh mã hồi kinh, lại lợi dụng nhân mã và thế lực của Lương Vương Điện Hạ ở Kinh Thanh để ổn định lòng người cho hắn. Bây giờ Điện Hạ còn có giá trị lợi dụng, đương nhiên hẳn phải dụ dỗ người, nhưng chờ đến khi hắn thắng lợi đăng cơ thì sao? Điện Hạ còn có lợi ích gì với hắn không? Sắc mặt Lương Vương đã hơi xấu, nhưng vẫn cứ mạnh miệng, đây chỉ là do người đoán, cũng không có nghĩa là hẳn sẽ như thế thương khâu cười nói, Điện Hạ, chắc điện hạ cũng từng nghe qua tên của thảo dân thảo dân bất tài nhưng lại có nghiên cứu về bói quả nếu điện hạ không tin thảo dân lập tức gieo một quẻ cho điện hạ được không lương vương im lặng một lúc ngươi cứ việc gieo nhưng bổn vương sẽ không tin ngươi thương khâu mỉm cười quay đầu lại liếc nhìn nam hoài vương đang nằm trên giường nam hoài vương hơi cong môi động tác rất khẽ nếu không nhìn kỹ thì không thể nào phát hiện ra được hắn đang cười thương khâu gieo quẻ sau khi gieo xong bắt đầu tính toán, nhanh chóng bấm tay, miệng lẩm bẩm, sau đó quẻ tượng đã sinh thành, hắn vẽ lên giấy, mời Lương Vương đến xem. Mời Điện Hạ xem, đây là quẻ thứ 56, núi lửa lữ, tượng viết, chim bay trên cây làm ổ, tiểu nhân tính kế châm lửa đốt, người gieo được quẻ này xem như không tốt, tất cả tính toán mưu kế đều xem như uống công. Từ mặt ngoài quẻ tượng mà xem, đã hiện ra ý đại hung, Điện Hạ nhìn thì như đang cố ý thêm lá cho tiền đồ của người chỉ tiếc tiểu nhân đã đứng dưới thân cây, trong tay còn cầm đốt, ngọn lửa này sẽ đốt sạch gần hết những gì điện hạ đang có. Hừ, lương vương hơi thay đổi sắc mặt, nhưng vẫn nói, bốn vương không hiểu mấy thứ này, thần là ngươi, quỷ cũng là người, theo bổn vương thấy, ngươi chỉ là đang ly gián bổn vương và hoàng thúc. Thương khâu lắc đầu, nếu điện hạ không tin, vậy thảo dân cũng coi như làm kẻ xấu uổng công rồi, thôi, chỉ báo cho lương vương điện hạ một cầu, quẻ tượng sẽ không gạt người, thảo dân dám thế với trời là không nói bậy, nếu không sẽ bị trời phạt. Nói xong, hắn lập tức im lặng không nói gì, ngồi xuống. Nam Hoài Vương thở dài nói, không ngờ mộ dung khanh thu mua lòng người lại tàn bạo như thế, a à, toàn ngươi là đích trưởng tử của Hoàng thượng, phản bội Hoàng thượng, ủng hộ mộ dung khanh như thế, mộ dung khanh đăng cơ còn có trở ngại gì nữa. Nhưng mà người tự thu xếp ổn thỏa đi, chỉ e kết cục của bổn vương cũng là kết cục sau này của ngươi. Lương vương lui ra cạnh cửa, vẫn yên lặng không nói gì, nhưng sắc mặt lại thay đổi liên tục, giống như đang tự suy tính. Thật lâu sau, Lương Vương ngẩng đầu nhìn Thương Khâu, dùng giọng điệu cực kỳ không tình nguyện hỏi, vậy theo như người thấy, bốn vương phải làm như thế nào? Thương Khâu ngẩng đầu, ánh mắt từ từ dịu đi, nếu Điện Hạ muốn biết, vậy Thảo Dân nói cho người. Lương Vương do dự một lúc, vẫn bước qua, người nói, nhưng bổn vương chưa chắc sẽ tin ngươi. Thương Khâu mỉm cười, từ từ rót một ly nước nói, "Điện hạ, nếu muốn vì tiền đồ của người thì phái nghe tại hạ nói." Chương 549, ảnh đế giỏi nhất. Ba người ở trong phòng nói chuyện một lúc lâu, không lâu sau lập tức nhìn thấy Nam Hoài Vương bước ra, đằng sau, Thương Khâu Gác mũi kiểm lên cổ Lương Vương, ép thị vệ lùi ra. Lương Vương có vẻ rất hoảng loạn, quơ mạnh tay với các thị vệ, "Các ngươi lùi ra, lùi ra." Thị vệ từ từ lùi ra sau, thị vệ Đại Kim đứng ở trước nhất tức giận mắng Nam Hoài Vương, Nam Hoài Vương, người bắt cóc điện hạ, định tạo phản sao. Nam Hoài Vương cười lạnh, không phải bốn vương tạo phản, bổn vương muốn vào cung. Thương khâu ẩn sát thanh kiếm vào cổ lương vương hơi, lạnh lùng nói, lui ra ngoài hết cho ta. Lương vương chỉ cảm thấy cổ hơi đau, không khỏi mắng, cái tên giá thần giả quỷ này ra tay không biết nặng nhẹ gì hết. Thị vệ liên tục lui lại, lui đến cửa, mà thị vệ của vương phủ cũng đã tấn công đến, giãn co cùng lương vương trong lúc nói chuyện khó tránh khỏi kích động thị vệ của lương vương đều là người cao ngạo sao chịu sỉ nhục được lập tức đánh nhau với thị vệ trong vương phủ thương khâu thấy tình hình dần dần mất khống chế tức giận lui ra lui ra hết hắn khẽ nói với lương vương điện hạ người cũng phải bảo người của người lui ra đi nếu không sao chúng ta ra ngoài được lương vương giống lớn cả đám vô dụng không thèm nghe lệnh của bốn vương sao nhưng đám thị vệ đánh hang máu rồi lại cử như không nghe thấy mệnh lệnh của hắn đánh thẳng đến cửa nói đến cũng thật trùng hợp vừa lúc trương tướng quân dẫn theo thị vệ đi vào thấy lương vương bị bất cóc lập tức hoảng sợ phải người bao vây vương phủ chặt chẽ hà bước lên nói với nam hoài vương vương ra xin thả điện hạ ra trước có chuyện gì đều có thể thương lượng nam hoài vương biết bây giờ trương tướng quân đang làm việc do hoàng để sai khiên hẳn ta thấy hàn bắt cóc lương vương sợ là sẽ hiểu lầm lập tức nói trương tướng quân bốn vương không có bắt cóc a à toàn chỉ muốn vào cung diện thánh trương tưởng quân nghe hắn nói như thế lập tức nói được vương gia muốn diện thánh mà tướng dẫn vương gia vào cung nhưng vương gia phải thả điện hạ ra trước đã thương khâu thả lương vương ra thị vệ đại kim vội vàng bước lên đỡ lương vương ra ngoài trương tướng quân thấy lương vương đã thoát khỏi nguy hiểm vung tay lên lập tức có cấm quân bước lên bắt nam hoài vương và thương khâu nam hoài vương ngẩn ra vội vàng giải thích trương tướng quân người hiểu lầm rồi có hiểu lầm gì thì đến trước mặt hoàng thượng mà giải thích trương tướng quân lạnh lùng nói nam hoài vương nghĩ cũng không cần phải giải thích với han thấy hoàng thượng là sẽ rõ ràng lập tức nói được người dẫn bốn vương vào cung đi trương tướng quân đi đến trước mặt lương vương hỏi điện hạ người có sao không lương vương liếc nhìn nam hoài vương nói bổn vương không sao đi mau vào cung Tiệc tối trong cung đang đen lúc nhộn nhịp nhất, vũ cơ nhẹ nhàng nhảy múa dưới tiếng đàn sáo, tuy trong lòng hoàng đế không quá yên tâm, nhưng cũng phải xây dựng lên tình cảnh đang rất tốt. Thương Mai và Tráng Tráng xem đến mê mẩn, tối nay lão thái quân đủng đỉnh đến muộn, gần giữa bữa tiệc mới đến, nói là bị mệt, hoàng đế cũng không thể không thăm hỏi vài câu. Dạ vương cũng đang tuần tra ngoài cung, dựa theo lệnh của. Hoàng đế, phải canh phòng nghiêm ngặt, bảo đảm đêm nay bình yên không xảy ra việc gì điệu múa kết thúc các đại thần vỗ tay liên tục xuất sắc thật là xuất sắc ngay đúng lúc này trương tướng quân dẫn theo nam hoài vương đến vốn dĩ trương tướng quân muốn dẫn nam hoài vương đến nội điện, chờ hoàng để tiếp kiến nhưng nam hoài vương nghe được tiếng ca múa văng văng từ đằng xa không ngờ lại nhào đến còn gào to hoàng thượng hoàng thượng đã xảy ra chuyện suốt đêm nay hoàng thượng đều đang giả tạo cảnh thái bình để mọi người đều tin rằng sau khi ông lại nằm quyền một lần nữa thì không có xuất hiện bất cứ tình huống khác thường nào. Nhưng Nam Hoài Vương lại không nghĩ như thế, từ đầu đến cuối Nam Hoài Vương vẫn luôn sợ hoàng đế sẽ nghĩ đến tình anh em với Mộ Dung Khanh, sẽ âm thầm xử lý việc này, cho nên han phải công khai âm mưu của Mộ Dung Khanh trước mặt mọi người. Tiếng đàn ca đột nhiên im bặt. Hoàng đế từ từ nhíu mày lại, khuôn mặt vô cùng đáng sợ. Mọi người nhìn Nam Hoài Vương, đều thầm giật mình không phải Nam Hoài Vương đang bị bệnh sao? Sao bây giờ lại xuất hiện kêu la xảy ra chuyện thể? Xảy ra chuyện gì? Nam Hoài Vương không đợi Hoàng đế hỏi chuyện, đã quỳ phịch xuống đất, đau đớn giận dữ kêu lên, Hoàng thượng, mộ dung khanh muốn tạo phạm, hàn tự bỏ trốn dẫn binh về kinh, tối nay lập tức muốn đánh vào Hoàng thành. Vừa nói dứt lời, tất cả mọi người ở đây đều hoảng sợ không dám phát ra bất cứ âm thanh gì. Thương Mai lập tức giận dữ, đứng lên tức giận nói, Nam Hoài Vương, người nói vậy là có ý gì? Thừa dịp vương ra nhà ta xuất trinh vì nước mà bôi nhọ nói hàn ngư phản sao. Thương mai sốt ruột bảo vệ chồng, cho dù có hơi thất lễ nhưng mọi người vẫn cảm thấy có thể tha thứ được, bởi vì vương ra đích thân cầm ấn soái xuất trinh, vì nước vì dân, lại bị người vụ oan, làm vợ có tức giận thì cũng không có gì đáng trách. Nhưng trong mất nam hoài vương, hãn lại cho rằng thương mai đang trột dạ. Hàn không để ý đến thương mai, tiếp tục nói, Hoàng thượng, đây là chuyện vô cùng chính xác, tối nay mộ dung. Khanh đã đến Nam Hoài Vương Phủ của thần, muốn giam lỏng thần, may mà Lương Vương Điện Hạ phát hiện ra âm mưu của Han, tìm kế sách trốn ra ngoài cùng thần, mới có thể truyền tin tức hẳn muốn ngưu phản cho Hoàng thượng biết, xin Hoàng thượng hãy đưa ra quyết định nhanh chóng, bắt mộ dung Khanh về. Mặt Hoàng để xanh mét, người nói tối hôm nay người nhìn thấy nhiếp chính vương. Vô cùng chính xác, nếu không tin người có thể hỏi Lương Vương nam hoài vương nói hoàng đệ nhìn lương vương lương vương ngơ ngác nhi thần không gặp được hoàng thúc nam hoài vương nghe thấy lời này đột nhiên ngẩng đầu nhìn lương vương ngươi trong đầu lập tức lóe lên một tia sáng hắn trung kế hắn vừa sợ vừa giận mộ dung toàn người và mộ dung khanh hợp tác với nhau các người đều muốn mưu triều xoán vi lương vương tức giận nói hoàng thúc người nói vậy là có ý gì đầu tiên là nói thất hoàng thúc muốn tạo phản bây giờ lại nói tiểu vương, rốt cuộc người muốn làm gì đây? Hoàng đệ nhìn lương vương, lại nhìn nam hoài vương, hỏi trương tướng quân, trương khanh gia, rốt cuộc là có chuyện gì? Trương tướng quân bước lên quỳ xuống nói, bẩm hoàng thượng, thần phụng mệnh truy tìm tung tích của cung nổ, lúc đi ngang qua cửa nam hoài vương phủ, lại nhìn thấy bên ngoài nam hoài vương phủ có thi vệ đang đánh nhau, thần lập tức chạy lên xem thử. Lập tức nhìn thấy mưu thần thương khâu của Nam Hoài Vương đang kề kiếm lên cổ điện hạ bước ra ngoài, Nam Hoài Vương nhìn thấy thần, lập tức nói muốn đi gặp Hoàng thượng. Nam Hoài Vương nhanh chóng quay ra sau liếc nhìn thương khâu, mặt thương khâu cũng tái nhợt, nhưng vẻ mặt của hắn cũng không hề rồi loạn, đang đảo mắt, giống như đang nghĩ cách đối phó. Hoàng để lại nhìn Lương Vương, tình hình mà trương tướng quân nói là như thế nào? Không phải chấm bảo ngươi đến Nam Hoài Vương phủ thăm bệnh sao? Hoàng để cảm thấy trong này còn có chuyện ẩn giấu, nhưng ông chắc chắn, bởi vì chỉ cần có liên quan đến hai chữ mưu phản đều có thể chạm vào điểm cấm của ông cho nên đến tận bây giờ lý trí của ông vẫn không thể theo kịp bẩm phụ hoàng nhi thần dẫn theo thị vệ đến nam hoài vương phủ mới vừa vào được không bao lâu tên thương khâu kia đã từ bên ngoài quay về thương khâu hành lễ với nhi thần nhi thần không đề phòng lại bị hắn kề kiểm vào cổ ép đi ra ngoài mà bên ngoài thị vệ của nam hoài vương phủ cũng đã đánh nhau với thị vệ của nhi thần đang đánh thì Trương tướng quân dẫn người vào hoàng thúc thấy Trương tướng quân thì lập tức nói muốn gặp phụ hoàng, chuyện là như thế, đến giờ Nhi thần còn chưa hiểu là đã xảy ra chuyện gì. Lương Vương nói rất thành thật, hai mắt nhìn chằm chằm hoàng đế, không hề có vẻ trột dạ, nhìn không giống nói dối, hơn nữa khi hắn nói, cũng dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Nam Hoài Vương và Thương Khâu, hình như đang nghiên cứu mục đích của bọn họ. Thương Mai nhìn thấy, nhịn không được thầm thở dài, Lương Vương không đi đóng phim đúng là quá lãng phí đây là ảnh để dự bị đỏ. chương 550, Thương Mai đánh đá. Hoàng đế vẫn hơi tin tướng con trai ruột của ông, đặc biệt là Lương Vương, ông vẫn luôn thiên vị Lương Vương, tuy bởi vì dạo gần đây hẳn quá thân thiết với mộ dung khanh nên trong lòng có chút suy nghĩ, nhưng mà trước đó ông cũng chưa từng suy nghĩ và đề phòng mộ dung khanh quá nhiều. Niềm tin cơ bản nhất rất vững chắc, cho nên lần này ông chọn tin tưởng Lương Vương, ánh mắt khi nhìn về phía Nam Hoài Vương đã lạnh hơn vài phần, hoàng thân và các đại thần đều không dám lên tiếng bây giờ vẫn chưa nắm rõ tình hình ai dám nói bậy chứ thân phận của kỳ vương gia khả xấu hố đây là chuyện của đại chu hàn là vương gia của một nước khác vốn đã không nên nghe nhưng bây giờ cũng không đi được làm hắn cảm thấy có hơi lúng túng nam hoài vương nghe lương vương nói xong cười khẩy thật không ngờ a à toàn ngươi lại người có tâm kế đến vậy bổn vương nhìn lâm ngươi rồi lúc người vào thương khâu đã trong phòng rồi hơn nữa người còn dần theo mộ dung khanh đến. Lương Vương tức giận nói, Hoàng Thúc, cháu dẫn theo thất Hoàng Thúc vào khi nào? Từ sau khi thất Hoàng Thúc xuất trình đến giờ, cháu chưa từng gặp hắn, rốt cuộc thì tối nay người định làm gì? Lúc tên thương khâu kia kề kiểm lên cổ ép ta đi ra ngoài, các người nói cái gì mà vũ khí nằm ở sân sau, có phải các người muốn tạo phản hay không? Người nói bậy bạ gì đó? Nam Hoài Vương lạnh lùng nói, liên kết các sự kiện lại với nhau, hắn đã hiểu âm mưu của mộ dung khanh và lương vương, ý đồ muốn hắn mang tội danh mưu phản. Hoàng đệ từ từ giơ tay lên, nói với kỳ vương gia, vương gia, chuyện nhà của trầm làm người chê cười rồi, hai chú cháu này ngày thường đã không hợp nhau, không ngờ tối nay lại còn âm y quậy phá, thất lễ, thất lễ. Kỳ vương gia vội vàng nói, hoàng thượng, chuyện nhà vốn khó giải quyết, lòng bàn tay là thịt, mưu bàn tay cũng là thịt, đều là người nhà, có hiểu lầm gì thì nói rõ là được hàn thuận thế đứng lên ngày mai tiểu vương phải lên đường về nước cần phải về trước chuẩn bị cảm tạ hoàng thượng thành ý tiếp đãi tiểu vương xin phép đi trước hoàng để cười nói vậy ngươi về trước đi sáng sớm ngày mai trẫm ở kim loan điện đưa người cũng có nghĩa là ngày mai kỳ vương ra còn phải vào cung trào từ biệt kỳ vương ra chắp tay vâng tiểu vương cáo lui kỳ vương ra như chút được gánh nặng bỏ đi kỳ vương ra vừa đi các đại thần đương nhiên cũng dối rít bỏ về, hoàng để cố ý dừng việc tra hỏi lại, để kỳ vương ra rời đi, cũng là vì muốn xử lý việc này trong âm thâm. Yến hội vừa kết thúc, hoàng để đứng dậy, loan giá về hy vi cung, trước khi đi còn ra hiệu với trương tướng quân, bảo trương tướng quân dẫn người đến hy vi cung. Thương Mai và mộ dung trắng trắng cũng không đi, đi theo đến hy vi cung, hoàng đế cũng không nói không cho phép hai người đi theo, thân là vương phi của mộ dung khanh, cô rất tức giận về việc phu quân của cô bị vu oan, cho nên dù thể nào cũng muốn đến xem. trước khi đến hi vi cung, ông truyền tôn phương nhi vào. tôn phương nhi không có ở trong cung. trước khi nam hoài vương tiến cung, ám vệ đã đến báo tin tôn phương nhi và thương khâu gặp mặt một tên buôn bán binh khí người đại nguyệt quốc. sau đó thương khâu và tên bán vũ khí đó đi về trước, tôn phương nhi vẫn chưa đi. xác định điểm này xong, hoàng đế mới truyền người vào. lúc nãy người nói. A à, Toàn dẫn nhiếp chính vương vào phủ của người đúng không? Sau khi hoàng đệ ngồi xuống, từ tốn hỏi Nam Hoài Vương. Nam Hoài Vương biết bây giờ có nói gì thì hoàng đệ cũng sẽ không tin, nhưng mà hắn cũng chỉ có thể khăng khăng là thế. Hắn quỳ xuống, kiên quyết nói, hoàng thượng, thần đệ không nói dối, thần dám lấy tính mạng ra thế, mộ dung khanh đã về, hắn tự ý rời quân, đã quay về đây, hắn còn nói với thần đệ, hắn muốn dẫn binh vào cung mưu phản, hơn nữa còn thông đồng với lương vương hắn có một đồng cung nhỏ đang giống trong đám nhà dân ở Giao Hà. Trương Ái Khanh, Hoàng để lạnh mặt ra lệnh, người dân người đi lục soát nhà dân ở phía sau Giao Hà, lại dẫn người lục soát sân sau của Nam Hoài Vương Phủ. Vâng, Trương Tướng Quân nhận lệnh đi ra ngoài. Trương Tướng Quân đi rồi, Hoàng để lập tức vào nội điện, chỉ để lại thương khâu, Nam Hoài Vương và Lương Vương ở trong chính điện. Mà Tráng Tráng và Thương Mai thì ở bên ngoài rèm nghe động tĩnh ở bên trong. Nam Hoài Vương thấy mọi người đã đi rồi, đứng dậy nhìn chằm chằm Lương Vương, người cũng ác độc thật, giả vờ hợp tác bỏ trốn cùng bốn vương, nhưng thật ra đều là âm mưu quỷ kế của người và mộ dung khanh. Lương Vương ngồi xuống, tức giận nói, được rồi, Hoàng Thúc, được rồi, người câm miệng đi, bây giờ Phụ Hoàng không có ở đây, người cũng đừng vụ oan bổn vương nữa, bốn vương không biết người có ý đồ gì, không biết rốt cuộc người đang tính toán gì, chỉ cần xin người nể tình cảm chú cháu, đừng liên lụy đến bổn vương mộ dung khanh không hề muốn tạo phản, các người cố ý bày kế hại bổn vương đúng không? Nam Hoài Vương hỏi, tuy Hoàng thượng đã đi vào, nhưng hắn nhìn thấy lộ công công đứng phía sau màn, đôi giày kia không thể lừa han được. Lương Vương hừ lạnh, giống như lười không muốn để ý đến han. Thương Khâu bước lên nói, Lương Vương điện hạ, bây giờ Vương ra trung thành và tận tâm với Hoàng thượng, người cần gì phải hãm hại hắn chứ? Hai người dù sao cũng là chú cháu, cần gì phải hãm hại người cùng một tộc chứ? Tối nay nhiếp chính vương đã quay về, người và ta đều tận mặt nhìn thấy, hoàng thượng chỉ cần phải người đến quân đội điều tra là có thể rõ ràng, người không giấu hoàng thượng được. Thương Mai nghe đến đây, vén rèm lên bước vào, chỉ thắng vào mũi thương khâu tức giận mang, cái tên giả thần giá quỷ giang hồ nhà ngươi, ta nhịn ngươi lâu lắm rồi, có phải ngươi thích mọi chuyện bị làm lớn lên đúng không? Nói vương ra nhà ta mưu phản thì thôi đây, bây giờ còn kéo cả lương vương vào, đúng là điên rồi. Ta hỏi ngươi, vì sao Lương Vương muốn làm phản? Chẳng lẽ hắn muốn người làm hoàng đế là chú của hắn chứ không phải phụ thân của hắn à? Cái suy luận này nghe có lý sao? Bây giờ lão thất đang xuất trinh, bị thương, các người lập tức thừa cơ hội này vụ oan hồn tự ý hồi kinh, khích bác quan hệ giữa hắn và hoàng thượng. Người nói hần đã về, vậy có ngon thì ngươi tìm hàn đến đi, ngươi phong tỏa cửa thành lại, lục soát từng ngõ ngách, tìm han ra đây. Thương Khâu cũng không cảm thấy Thương Mai tức giận măng chứ quá ngang ngược, chỉ lạnh nhạt nói, Vương Phi, trước mặt người thật, chưa bao giờ nói dối, vẫn là câu nói đó, đừng diễn trò nữa, những việc này mọi người đều biết, đêm nay tại Hạ đã từng chính mắt gặp được nhiếp chính Vương, cho dù ai đến hỏi, tại Hạ đều dám thề, không sợ trời phạt. Ngươi không sợ trời phạt là vì sớm muộn gì ngươi cũng sẽ bị trời phạt, rốt cuộc thì lão thất nhà ta đã đắc tội gì với các ngươi. Các ngươi nói hàn làm phản, nói hắn muốn làm hoàng đế vậy thì lấy chứng cứ ra đi, tình cảm anh em giữa hắn và hoàng thượng vô cùng sâu đậm, suốt bao năm qua chưa từng cãi nhau lần nào, hàn bảo vệ hoàng thương, yêu thương đại chu bao nhiêu, tất cả mọi người đều nhìn thấy được, người cho rằng ngu nói bậy bạ vài câu là có thể ly gián tình cảm anh em của bon họ sao. Nếu chi là xíu dục thì vương phi cần gì phải gấp gáp như thế chứ? Nhìn người kia, tràn sắp nổi gần xanh rồi, nếu không phải thật, người cần gì phải giận như thế? Thương khâu châm chọc nói, ta chỉ giận thôi sao, ta còn muốn giết chết người kia, không, bây giờ ta lập tức giết chết người, cho dù hoàng thượng có trách tội thì ta cũng không thèm quan tâm, nam nhân nhà ta cũng không phải là người có thể bị người tùy ý cần bậy vu oan, nếu hắn có ý định muốn làm hoàng đế, cần gì phải chờ đến bây giờ. Lúc hoàng thượng bị bệnh không phải có thể đoạt quyền sao? Người lại nói thêm một chữ thử đi, xem ta có sẻ rách miệng người không? Thương Mai mang ẩm lên như một người đàn bà đanh đá, cô biết, Tối nay mỗi một câu một chữ cô mang đều sẽ rơi vào tai hoàng đế, có muốn thôn mang chửi thương khâu để nhắc nhở hoàng thượng, suốt bao qua cách năm qua, Mộ Dung Khanh vẫn luôn trung thành và tận tâm với ông, hơn nữa, hắn có rất nhiều cơ hội làm hoàng đế, nhưng hắn không làm thế, không lẽ vẫn chưa đủ để nói lên điều gì sao? Đêm nay, cô biết cô có nói gì, làm gì thì hoàng đế cũng sẽ không trách tội, bởi vì hoàng đế biết còn cần dùng cô để ổn định cuộc chiến tranh với Bắc Mạc tình hình hiện tại của ông, có thể không đánh giặc thì không đánh giặc. chương 551, trong lòng mọi người đều rõ ràng. Nam Hoài Vương thật sự không thể nhịn nổi với sự kiêu ngạo tối nay của Thương Mai, tức giận nói, Hoàng Tẩu, xin tấu cân nhắc thân phận của mình, Tẩu là Vương Phi không phải người đàn bà tranh chua, nơi này là Hy Vi Cung không phải đường cái, không phải nơi tấu làm sằng làm bậy, mộ dung khanh trước đây không tạo phản, là vì hẳn không cần làm vậy, tay chấp trưởng Hoàng Quyền, nắm giữ binh quyền, hắn cần gì mưu phản. Nhưng bây giờ không giống vậy, hoàng thượng khỏi bệnh lần nữa chấp trưởng triều chính, hẳn đã ngồi quen ở vị trí cao, sợ là không bằng lòng bước xuống, liền tranh thủ lúc hai nước ngừng chiến, đánh về kinh thành, cướp lấy đế vị, dụng tâm hiểm ác bậc này mới là dã tâm lang sói thật sự, dù hoàng tẩu có miệng lưỡi sắc bén cũng không thể giải thích được. Thương Mai nghe vậy, quay đầu hung hăng lườm hắn ta, ngươi là một thân tử mưu phản, lại nói năng đường hoàng ngang nhiên như vậy, ngươi có liêm sỉ không? Ngươi không ngại ghê tởm thì ta cũng cảm thấy xấu hổ thay ngươi đấy. Ngươi cho rằng những chuyện đó của ngươi và quý thái phi có thể che giấu được ai. Không xử lý ngươi là do hoàng thượng niệm tình huynh đệ, cho ngươi một cơ hội thay đổi. Ngươi cho rằng chuyện của ngươi và kẻ buôn vũ khi đó có thể che giấu được ai chứ. Lúc ở vương phủ, quý thái phi từng đòi ta bạc, nói muốn tu sửa thanh ninh các. Ai biết số bạc này cuối cùng lại đưa cho kẻ buôn vũ khí. Ngươi đừng cho rằng ta không biết, trưởng quỹ hồ gia hồ hạnh nhi từng nói với ta, có người cầm ngân phiếu của ta đi đổi, người đó vô cùng quy dị, nàng ta vì thận trọng liên theo dõi một lát, phát hiện hắn là nhân sĩ đại nguyệt quốc, đồng thời sinh sống nhờ buôn bán binh khí, ta sau đó có điều tra, phát hiện quý thái phi trước khi đòi ta bạc đã lấy đi ngân phiếu của cửa hàng bạc quốc tư. Vì kẻ bán vũ khí không có cách nào đổi ngân phiếu nơi đó, nên người bèn đi tìm lương hầu ra đổi, lương hầu ra vẫn còn bị ngươi che giấu. Người nói linh tinh, Nam Hoài Vương tức giận đến toàn thân run rẩy hẳn xem như đã biết ban đầu tại sao kẻ bán vũ khí nói những ngân phiếu đó là giả rồi, thì ra là Hồ Hạnh Nhi và Hạ Thương Mai âm thầm dở trò. Hắn hung ác nhìn chằm chằm cô, như hận không thể ăn tươi nuốt sống cô, nếu không phải cô khiến hắn và kẻ buôn vũ khí trở mặt thành thù, thì hàng cung nỏ này sớm đã tới tay rồi, sao tới mức liên tục xuất hiện ngã rẽ. Nhưng mà, chuyện này cô nhắc tới tuyệt đối không phải tình cờ, thời gian lâu như vậy cô đều không nói, bây giờ bỗng nói ra ở đây, xem ra, đây quả thực là một âm mưu nghiêng trời lệch đất. Thương Mai không định bỏ qua cho hắn như vậy, nỗi uất ức mấy ngày nay, cô quyết tâm phải xả ra hết trước khi đi Bắc Mạc, không chỉ xả ra cho Nam Hoài Vương nghe, còn phải xả ra cho Hoàng đế nghe. Ta có phải nói linh tinh không trong lòng ngươi rõ ràng, lão thất và ngươi là huynh đệ ruột thịt, ngươi nhiều lần ra tay với hắn, hắn niệm tình nghĩa huynh đệ nên luôn nhân nhượng tránh ngươi, ngươi còn muốn vụ oan cho hắn. Nếu hắn thật sự muốn tranh đoạt đế vị này, thì sẽ không tự động giao ra xoáy ấn rời kinh thành xuất trinh chẳng lẽ hắn không biết hắn rời đi thì đối với hoàn cảnh của hắn nguy hiểm biết bao sao nhưng hắn không có lựa chọn nào khác vì hắn là con cháu mộ dung gia hắn là em trai ruột của hoàng thượng hắn không phân yêu với hoàng thượng thì ai có thể gánh vác trọng trách này ngươi cũng là người mộ dung gia nhưng ngươi đã làm gì cho giang sơn bách tính của mộ dung gia ngươi không ngừng tạo ra hiểm khích vì dã tâm và dục vọng riêng của mình đã làm bao nhiêu hành vi khiến huynh đệ tương tàn. Hoàng thượng nhân từ, nhiều lần cho ngươi cơ hội để bạt ngươi, nhưng tình cảm này cũng có lúc dùng hết, ngươi cứ làm đi. Nam Hoài Vương hoàn toàn bị cô chọc giận, nhưng Thương Khâu lại bình tĩnh lại, hắn cản Nam Hoài Vương, khom lưng với Thương Mai. "Vương phi, ban nãy thảo dân có nói lời đắc tội, Thỉnh Vương phi lượng thứ." Nam Hoài Vương và Nhiếp Chính Vương tay chân tình thâm, chưa từng xuất hiện những chuyện tàn khốc như Vương phi nói, nếu bên ngoài có đồn đãi như vậy, thì cũng nhất định là do kẻ có lòng riêng truyền ra ý đồ tổn hại tình cảm huynh đệ của vương gia. Thương Mai cười lạnh một tiếng, vậy sao? Nói xong, cô nói với tráng tráng, chúng ta đi thôi, là đúng hay sai, tự có thiên đạo nói rõ. Cô kéo tráng tráng rời đi. Thương Khâu là kẻ có năng lực tổ chức ngôn ngữ rất mạnh, nhìn hắn có thể nhanh chóng bình tĩnh lại trong khoảng thời gian ngắn như vậy là biết, cô không thể nào ở lại hy vi cung đợi phản kích và biện bạch của hắn. Vì trong lòng mọi người đều biết, những lời hôm nay nhìn như đối thoại đôi bên nhưng thực tế đều là nói cho hoàng thượng nghe. Hoàng đế ở nội điện, không nghe thấy được cuộc đối thoại của hai người, nhưng lộ công công sẽ bẩm báo hết tất cả những lời vừa rồi. Hoàng đế nghe xong, im lặng một lúc mới nói, những lời này của vương phí nói rất chính nghĩa hùng hồn, là đang lên án lão bát sao. Không, nàng là đang lên án chấm, nàng có rất nhiều bất mãn với chấm. Lộ công công lo lắng nói, nhưng mà, hoàng thượng bây giờ tuyệt đối không thể dáng tội nàng, ngày mai nàng phải đi bắc mạc rồi, mặc dù không biết có thành hay không, nhưng ít nhất có thể đổi được thái tử bắc mạc đến làm con tin trong kinh, hơn nữa còn có thể phân thân đối phó tiên bi, cơ hội này khó được. Hoàng đế lắc đầu, chấm sẽ không trách tội nàng, càng sẽ không xử lý nàng, lời nàng nói vô lý, đại khái cũng là tranh thủ trước khi đi bắc mạc cố ý xả hết bất mãn trong lòng, tiểu lộ tử, nàng như vậy ngược lại khiến chấm yên tâm. Ít nhất nếu thực sự có ý đồ, nàng sẽ không nói ra những lời này nàng phản kháng càng chứng minh nàng phóng khoáng chấm gần đây quả thực có chút hắn nói rồi bèn dừng lại nghiêng đầu suy nghĩ một lát bỗng cười lạnh chỉ là nàng lại không rõ ràng hoàng quyên cần phải tập trung không cho phép bất kỳ ai nhòm ngó hơn nữa chuyện gì cũng cần cân bằng nếu mất đi cân bằng cục diện sẽ không thể khống chế được nam hoài vương có dã tâm nhưng không có thực quyền lão thất không có dã tâm nhưng đại quyền trong tay, không phải chấm không tin lão thất, là chấm cần cẩn thận đề phòng bất kỳ ai quấy nhiễu tới Giang Sơn Đại Chu ta. Lời này của Hoàng thượng có lý, lộ công công ngẫm nghĩ một lát, do dự nói, chỉ là, như Hoàng thượng nói, bất kỳ chuyện gì cũng cần cần bằng, nếu ra sức đàn áp nhiếp chính vương, không phải mất đi cần bằng rồi sao. Hắn bây giờ còn đang trên chiến trường, trận chiến này chưa thể dừng, an nhiên lão vương ra không chịu ra mặt, kỳ vương ra viết thư mời nhiếp chính vương phi đi, Vương Phi từng chữa khỏi bệnh cương thị, nhưng rốt cuộc vẫn thiếu kinh nghiệm y lý, có thể chữa khỏi ôn dịch ở Bắc Mạc hay không vẫn chưa thể chắc chắn. Hoàng đế cười cười, người thật sự cho rằng lão thất bây giờ còn đang trong quân. Lộ công công sướng sờ, ý của Hoàng thượng là nói, lời của Nam Hoài Vương là thật. Hắn nói không hẳn là thật, nhưng lão thất nhất định không ở trên chiến trường, thực ra trong lòng hắn cũng rõ ràng, chấm mặc dù không biết hành tung của hắn lại biết hắn muốn làm gì, chấm không đi điều tra, Thực ra cũng là một loại tin tưởng, tin tưởng, trên cơ bản lão thất là thật lòng vì đại chu, thật lòng vì châm. Lộ công công kinh ngạc nhìn hoàng đế, chuyện này, nếu là thật, vậy chuyện cưỡng ép tối này, rốt cuộc là chuyện gì? Không cần cha, Nam Hoài Vương thật sự có giã tâm, hơn nữa cũng chưa từng muốn từ bỏ thu mua binh khí và chiêu binh mãi mã. Trước tiên đừng quản hắn cưỡng ép toàn nhi là thật hay là âm mưu của lão thất, nhưng mà, tôn phương nhi tối nay ra ngoài gặp mặt ai? nàng ta bây giờ là người ở cạnh chấm, tiếp xúc với nàng ta thì sẽ thám thính được chuyện của chấm, chấm thực sự quá sơ suất, cứ cho rằng nàng ta là người biết nhìn tình hình làm việc, lại không nghĩ tới nàng ta rốt cuộc đi theo lão bát mấy năm nay, giữa họ, không phải đơn giản như nàng ta nói. chương 552, đánh thẳng một trận nhỏ. Lộ công công suy nghĩ một chút, vậy hoàng thượng ra lệnh cho trương tướng quân đi điều tra, sau khi điều tra được sẽ giải quyết như thế nào? Nghe hoàng thượng phân tích, dường như nam hoài vương cũng bị người ta bày cho một con đường không cần vội sẽ phải điều tra cung nỏ kia rơi vào tay chấm không tốt sao không tốn một xu hoàng đế khẽ cười vậy trước kia hoàng thượng muốn phong cho nam hoài vương làm thái úy lộ công công do dự hỏi hoàng đế xua tay không chuyện tối nay nhắc nhở chấm gần đây chấm thật sự bất công nếu không khống chế sẽ càng mất công bằng chấm thấy chức vị thái úy này Lão Cửu đang làm rất tốt, cứ để ông ấy làm tiếp. Lộ Công công cười, thật như vậy sao? Bây giờ giả vương không cần quấy nữa, cái chức vị thái úy này thừa sức gánh vác. Hoàng đế khẽ thở phào, nhìn Lộ Công công, ông nói, gần đây có phải chấm đã quá bất công? Lộ Công công cười nói, tất cả tâm tư của hoàng thượng đều là vì sự vững mạnh của Giang Sơn xã tắc, sao có thể gọi là bất công chứ? Giang Sơn xã tắc, chấm rất quan tâm, tình huynh đệ trước đây chấm cũng rất quan tâm, bây giờ. Hắn không nói tiếp, không phải là hắn không quan tâm, chỉ là trong lòng luôn cảm thấy, dường như hắn cũng không quan trọng như vậy. Trước đây, hắn cảm thấy bất kỳ người nào, quản lý triều chính cũng sẽ không quyết đoán và anh minh như hắn, nhưng rõ ràng, lão thất có thể làm được, hơn nữa còn không thua kém hắn, ngay trước khi hắn đăng cơ, còn phải dựa vào lão tổ tông giúp đỡ mới có thể ổn định được lòng các đại thần. Bây giờ, lão thất dưới sự nguy an ở khắp mọi nơi, vẫn có thể sừng sững, điều này khiến hắn cảm thấy vô cùng bất an. Lộ công công thấy khuôn mặt hắn rơi vào trầm tư, cũng không dám lên tiếng, cúi đầu đứng bên cạnh. Một lúc sau, hoàng đế nói, bên phía lão bát, ám chỉ cho ta, lần này hẳn cưỡng ép lương vương đã có người nhìn thấy, nếu không làm gì, chấm càng mất đi sự công bằng. Vậy, cũng nên đợi trương tướng quân tìm được cung nỏ rồi xử lý. Lộ công công nói, ừ, hoàng đế nửa nằm nửa ngồi trên ghế quý phi, trong lòng tràn đầy suy tư. Đắn đo suy nghĩ, lại nói, ông hà một ý chỉ ra lệnh cho nhiếp chính vương nếu như vết thương đã tốt hơn, thì cùng trở về Bắc Mạc, nếu như hoàng đế Bắc Mạc không đồng ý, thì kêu người đưa vương phi trở về. Hoàng thượng, vì sao? Lộ công công sướng sờ. Hoàng đế ngẩng đầu lên nhìn ông ta, sợ là lão thất đã không còn tức giận với Tân Châu và Kỳ Vương ra, hắn rời khỏi quân doanh, có lẽ cũng là vì chuyện này, sao hắn có thể an tâm để một mình hạ thương mai đi đến bắc mạc chứ? nếu như chấm không hạ ý chỉ này, hắn nhất định vẫn nhắc đi nhắc lại chuyện này. chấm mệt rồi, không muốn cùng hắn đấu trí đấu dũng. hắn là đệ đệ ruột của chấm, hơn nữa còn một lòng vì đại chu. có lẽ chấm cũng nên thành toàn cho cái tâm tư nhỏ này của hắn. hơn nữa, hơn nữa, lần này hắn đi bắc mạc, có lẽ còn có thể liên hệ được với những người đứng đầu và các phe phái ở bắc mạc. trận chiến này, có thể không đánh thì tốt hơn hết là không nên đánh. Lộ công công có chút kinh ngạc, hoàng thượng, người không cần giao nhiệm vụ cho nhiếp chính vương sao. Đây, đây không phải có nghĩa là hoàng thượng vẫn tin tưởng nhiếp chính vương sao. Đúng vậy, từ đầu đến cuối hắn vân là đệ đệ ruột của chấm, nếu như hắn không có gì tâm, cũng là cánh tay phải của đại chu ta, hơn nữa hạ lâm và đan thanh huyện chúa đang ở trong cung, có lẽ hắn cũng biết nặng nhẹ, hơn nữa, không phải còn có lão bát ở trong kinh trung cung khống chế hắn sao. Lần này hắn đi bắc mạc, nếu không thành chuyện, Bên phía Lao Bát sẽ không ngồi yên không quản, ắt sẽ xảy ra phong ba, điều này càng làm giảm uy danh của hắn. Nếu như thành chuyện, thì truy cứu hành vi phạm tội tự ý rời khỏi quân đội lúc trước của hắn, công tội bằng nhau, cũng không lập được uy danh. Lộ Công Công cười, vẫn là hoàng thượng nhìn xa trông rộng. Lộ Công Công bật cười thành tiếng, huynh đệ ruột tính toán với nhau như vậy, đối với những kẻ làm nô tài như bọn họ cũng là một sự khổ sở thực ra mọi người đều có thể nhìn thấy tài năng của nhiếp chính vương, còn hết sức trung thành, đại chu có hắn, sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng nếu như hoàng thượng mù quáng chấp áp, ngược lại sẽ không hay. Mặc dù nói lần này, dường như thuận theo ý của nhiếp chính vương, chỉ là tính toán ở sau lưng hắn không thể nhìn ra, sau khi nhìn ra, chỉ sợ sẽ lạnh sống lưng. Trương tướng quân ở trong hậu viên của Nam Hoài Vương, lấy ra một cái cung. Nam Hoài Vương không thể biện giải, chỉ có thể đợi số mệnh của hắn, quẻ tướng không sai, thật sự là chim mất cơ hội rơi vào lông, lần này hoàng thượng có thể chỉ tội mưu phản, đánh hắn đến mức chết không có chỗ chôn cất. Thương khâu lại vô cùng chắc chắn, bởi vì quẻ tướng này có biến quẻ, cái gọi là biến quẻ, chính là có cơ hội tuyệt địa trùng sinh, cơ hội trùng sinh này, chính là sự tính toán của hoàng thượng với huynh đệ của mình. Quả nhiên, hoàng thượng chỉ hạ chỉ, yêu cầu hắn về Nam Hoài Vương phủ tự kiểm điểm lại mình, hơn nữa còn không được hỏi đến chuyện triều chính, còn về chuyện cung tên, hoàng thượng lại không nhắc đến một từ trên ý chỉ, đã không nhắc đến cái gốc này, càng không có chuyện ngưu phản. Tất cả dường như dựa trên tội danh hắn ước hiếp cháu để chỉ tội. Thậm chí hoàng đế còn không ra mặt trách cứ nam hoài vương, trực tiếp ra lệnh cho người trói hắn đưa về phủ, thay đổi hoàn toàn người trong phủ của hắn, toàn bộ đều dùng cấm quân để trông giữ. Nước đi này của hoàng đế, có tiến có lùi có phòng thủ, một khi mộ dung khanh và thương mai lập công trở về, đến lúc đó Nam Hoài Vương sẽ hoàn toàn chuộc lại tội lỗi của mình, cũng có thể vì hắn làm mưa làm gió. Tin tức này truyền đến nhiếp chính vương phủ. Tiêu thác dậm chân, tức giận nói, chúng ta làm nhiều như vậy, chỉ là bị cấm. Tô Thanh mở quạt lông, cấm đã là rất tốt rồi, người cho là chúng ta làm rất chu đáo, chặt chẽ sao. Chắn chắn hoàng thượng đã nhìn ra rồi, nếu không sao có thể hạ chỉ ra lệnh cho vương ra cùng đi bắc mạc hoàng thượng không phải là kẻ ngốc, hắn rất thông minh. Mộ Dung Khanh vẫn bình tĩnh, Tô Thanh nói đúng, chúng ta vốn dĩ không có ý định xử lý hắn ngay, như này rất tốt rồi, với ai cũng tốt. Chỉ là tráng tráng cao mày, các người nói, hoàng thượng tin Tôn Phương Nhi thật sự phản bội hắn sao? Hắn sẽ tin, Mộ Dung Khanh nói một cách chắc chắn, vốn dĩ hắn không quá tín nhiệm Tôn Phương nhị. lúc hắn không tín nhiệm một người, hắn đều sẽ phóng đại nó lên. Nếu như tiểu cô cô sợ hắn không tin, chỉ bằng tìm một người đi nghe ngóng một chút hơn nữa lúc trước lão bát đã từng trúng độc của quý thái phi chỉ là cuối cùng không biết ai giúp hắn giải tráng tráng cười còn có ai giúp hắn giải độc đương nhiên là tôn phương nhi rồi dưới con mắt của hoàng đế tôn phương nhi có thể giải độc cho lão bát vậy sau này có tiếp xúc cũng không kỳ lạ lão cửu mộ dung khanh nhìn về phía cửa lên một tiếng linh lợi đâu người đối lại rồi chứ lúc hoàng thượng định tính kế chúng ta đã đổi về rồi Xã Vương ngồi ở cửa trả lời. Bên phía tôn Phương Nhi chắc chắn không lộ ra gì chứ. Tráng Tráng hỏi. Xã Vương cười. Bản lĩnh của Linh Lợi không có cái khác ngoài làm được các loại thuốc mê hồn là điểm mạnh. Mặc dù tôn Phương Nhi là cao thủ dùng cổ độc, nhưng lại không phải là cao thủ dùng độc. Vì vậy nếu như Hoàng thượng hỏi tối nay nàng ta đi đâu, nàng ta chỉ có một đáp án chính là ngủ. Ai tin chứ? Hoàng thượng đã phái người đi điều tra, nàng ta đi ra rồi. Tráng Tráng cười nói. Nên, giả vương nhùn vai. Tất cả kế hoạch tối nay, thực sự không giấu được hoàng thượng. Nhưng, giả vương và mộ dung khanh đều chắc chắn, hoàng thượng sẽ không truy đến cùng, bởi vì đột nhiên xuất hiện vấn đề của tôn phương nhị, Tối nay tôn phương nhi xuất cung, gặp mặt thương khâu và những người khác, thực ra tách rời với mọi chuyện, nhưng vì xảy ra vào tối nay nên nhìn từ bên ngoài lại là một. Trong cùng một sự việc, nhưng xuất hiện một chút chuyện khiến hoàng thượng không khống chế được, hắn sẽ suy xét lại, sẽ đề phòng, sẽ chặt chẽ, cẩn thận. Tôn Phương Nhi chính là chuyện không khống chế được, bởi vì nàng ta biết tất cả mọi chuyện của Hoàng thượng, thực ra người Hoàng thượng sợ nhất chính là nàng ta. chương 553, xuất phát đi Bắc Mạc. Tiếp theo đó là sắp xếp nhân thủ đi Bắc Mạc. Dạ vương là không thể đi rồi, đầu tiên đến giờ hắn ta vẫn là thái úy, thân mang trọng trách. Hơn nữa, lúc nhắc đến Bắc Mạc, hắn ta thở ra một hơi thật dài, Bổn vương còn nhiều nợ nần với Bắc Mạc, nếu đi là không thể trở về được nữa, có điều, ngược lại có thể đề cử cho huynh một người, sau khi đến Bắc Mạc, Thất Ca, huynh có thể tới tìm nàng ấy, xảy ra chuyện gì, nàng ấy đều có thể giúp được huynh, có điều, ngàn vạn lần đừng nói với nàng ấy rằng ta vẫn còn sống. Hửm, Mộ Dung Khanh nhớn mày, có ý gì? Tráng tráng bật cười, nợ tình ấy mà, còn có thể là gì nữa chứ, cái trò này hắn chẳng chơi suốt rồi. Làm càn Mộ Dung Khanh nói: "Nàng ấy là An công chúa của Bắc Mạc, muội muội của hoàng đế, ở Bắc Mạc cũng có chút bản lĩnh, dù sao huynh tới tìm nàng ấy là đúng rồi, còn có một người nữa, huynh cũng nên tới gặp, người này tên là Cao Phụng Thiên, là huynh đệ kết nghĩa của ta, hắn là người trượng nghĩa, trong giới giang hồ Bắc Mạc cũng xem như một nhân vật gọi gói đuổi mưa, gặp phải chuyện khó giải quyết, huynh cứ tới tìm hắn là được, ta sẽ phái linh lợi theo sát thất tẩu." Linh lợi được, mộ dung khanh rất hài lòng với linh lợi, nhà đầu này, cực kỳ thông minh. Tiêu thác nói, cấm quân đã có người tiếp quản, ta bây giờ đã thành người vô công dỗi nghề rồi, cũng có thể đi theo. Tô thanh nói, ta cũng thế. Mộ dung khanh nhìn tiêu thác, người không nên đi. Đừng vội, loan loan sẽ ủng hộ ta thôi. Tiêu thác nói, loan loan đúng là sẽ ủng hộ, có điều yêu cầu duy nhất là để nàng ta đi cùng. Đến cuối cùng, không chỉ mình loan loan, cả nhu giao cũng đi theo. Thương Mai giờ khóc dở cười, đây là đoàn du lịch đại chu đấy à. Chẳng qua, có loan loan và nhu giao đi theo cũng tốt, nàng cần vài người y tá, nhu giao lại am hiểu y thuật, hơn nữa còn là người của mình, dùng cũng yên tâm hơn. Còn như loan loan am hiểu công phu quyền cước, không có tâm nhãn, thi thoảng thả ra làm chó dọa người cũng không tôi, lại thêm nàng ta là cháu gái của Trần Lão Thái Quân. Tuy nói Trần lão Thái Quân đã tạo nên mối uy hiếp suốt bao năm cho Bắc Mạc, nhưng mà, bách tính Bắc Mạc vẫn rất tôn trọng bà ta, bởi vì, Bắc Mạc vốn là một dân tộc người dân hung mãnh, rất tôn sùng người có bản lĩnh, Trần Lão Thái Quân thân là một nữ tướng, bảo vệ Giang Sơn Đại Chu suốt bao nhiêu năm, bà ta thu được vô số người hâm mộ. Đến cả Tân Châu, cũng là người hâm mộ của bà ta mà. Đương nhiên, tôn sùng thì tôn sùng, thật sự gặp nhau trên chiến trường, vẫn sẽ đánh đến người chết ta sống thôi. Sáng sớm ngày hôm sau, xe ngựa đã được chuẩn bị xong. Tiêu thác và Tô Thanh vào cung, chủ động xin với hoàng đế cho mình đi Bắc Mạc, hoàng đế đương nhiên đồng ý, bởi vì lần này tới Bắc Mạc là một việc trọng đại, xuất phát từ đại cục, có thêm mấy người có bản lĩnh đi cùng là chuyện tốt. Sau khi Kỳ Vương ra vào cung từ biệt hoàng đế xong, cũng đi đến trước cổng nhiếp chính vương phủ. Hẳn ta nói với Thương Mai, thái tử Bắc Mạc của ta đã khởi hành, tin rằng sau năm ngày nữa sẽ tới kinh thành Đại Chu. Hắn ta nói lời này chỉ là để Thương Mai yên tâm bởi vì thái tử bắc mạc tới đây thì an toàn của nàng ở bắc mạc càng được đảm bảo thương mai gật đầu ưm um, ta tin ngươi mộ dung khanh vẫn giả làm thị vệ đại kim theo ra khỏi thành bách quan ở ngoài cổng thành đưa tiến bách tính cũng sôi nổi ra nhập vào hàng người tiến đưa có người quá cuồng nhiệt hô to nhiếp chính vương phi thu hút mộ dung khanh đang hóa trang thành đại kim liếc mắt nhìn sang lần xuất hành này thương mai dẫn tiểu khuyên cùng ma ma theo bên người còn cả linh lợi nữa Nàng biết Bắc Mạc cũng đã sắp xếp thị nữ cho mình rồi, nhưng trung quy là vương phi của nước đối địch, Bắc Mạc sẽ không lơ là thiếu cảnh giác đâu, thế nên, vậy nên, nàng mới mang theo nhiều người một chút, lúc cần dùng đến người cũng yên tâm hơn. Trước khi xuất phát, thương mai ngàn dặn vạn dò giả vương, kêu hắn ta nhất định phải bảo đảm an toàn cho Hạ Lâm và mẹ mình, đào lão đại vốn bí cũng muốn đi cùng, nhưng mà, thương mai kêu hắn ta bảo vệ huyện chúa cùng thiếu gia, hắn ta đành nghe theo mà ở lại đại chu trong lòng kỳ vương gia kỳ thật rất sốt ruột, nếu như ra roi thúc ngựa, thì ba ngày là có thể đến được Bắc Mạc. Nhưng mà ngặt nỗi vương phi là nữ tử, quãng đường di chuyển nhất định rất vất vả, nếu để cho nàng cưỡi ngựa, sợ rằng chịu không nổi mất, hắn ta chỉ đành đè nén sốt ruột trong lòng xuống, nhưng một đường cũng thúc giục, để xe ngựa đẩy nhanh tốc độ. Dịch bệnh không chờ đợi ai, thêm một ngày, sẽ có thêm nhiều bách tính chết đi. Ra khỏi thành, đến đỉnh ngũ lý, từ xa đã trông thấy không ít tuấn mã đứng chờ rồi. Thương mai cho xe ngựa dừng lại. Kỳ vương ra nhíu chặt lông mày, mới đi được có mấy dặm, đã muốn nghỉ rồi à. Vậy thì đừng nói là năm ngày, có khi 10 ngày cũng chưa đến được bắc mạc ấy chứ. Hắn ta căng chặt ra đầu bước lên, nói với thương mai, vương phi, ngài cảm thấy mệt à, hay là đói rồi. Chiếc xe ngựa này đã thoải mái lắm rồi đấy, cho dù có là người cao quý đến đâu đi nữa, cũng không đến nỗi mới đi được có mấy dặm đã không chịu nổi chứ. Thương Mai mỉm cười, không, không phải. Nàng quay đầu dặn dò Tiểu Khuyên và Mama, hai người ngồi xe ngựa theo đội ngũ tiến về phía trước, chúng ta cưỡi ngựa đi, dịch bệnh vô cùng khẩn cấp, không thể chậm trễ trên đường được. Vâng, Mama đáp. Loan loan, nhu dao lần lượt xuống khỏi xe ngựa, đi về phía đỉnh ngũ lý. Thương Mai nhìn kỳ vương ra hơi sửng sốt, nói, vương ra, làm phiền ngài chịu khổ một chút theo chúng ta cưỡi ngựa nhé có được không kỳ vương gia nhất thời cảm động không chịu được bổn vương không thấy khổ chỉ là sợ vương phi vất vả thôi ta có thế chịu được là một đặc công chút vất vả này thì tính là gì chứ cho dù ba ngày ba đêm không ngủ không nghỉ gì nàng cũng không sao ấy những con ngựa này là thiên lý mã sao từ tây vực do so giả vương tỉ mỉ chọn ra cho dù không nghỉ ngơi một ngày chạy ngàn dặm cũng không có vấn đề gì, chỉ cần bọn họ vất vả một chút, hai ngày là có thể đến được kinh thành Bắc Mạc rồi. Sao thiên lý mã, con ngựa tốt nhất trong các giống ngựa. Cơ thể này, đúng là có hơi yếu đuối thật, nhưng mà, là người hành nghề y, khi biết bệnh nhân đang phải chịu dày vò, cảm giác sứ mệnh vẫn. Khiến nàng quên đi hết mọi mệt mỏi. Mộ dung khanh, tiêu thác, tô thanh từ lúc rời khỏi thành đã cưỡi ngựa rồi, Ba người họ đương nhiên không cần phải nói, cưỡi ngựa rất thành thạo. Mộ Dung Khanh cũng đã khôi phục lại diện mạo nguyên bản, Kỳ Vương ra nói với Mộ Dung Khanh, "Mộ Dung huynh, lần này đại chu các vị ra tay cứu giúp, phân tình nghĩa này, Bổn vương ghi khắc trong tim." Mộ Dung Khanh đáp, "Vì quan hệ hai nước, đây là việc Bổn vương nên làm mà." Như vậy, hơn 10 người cưỡi ngựa phi nước đại, hướng tới Bắc Mạc. Hoàng cung ở kinh đô Bắc Mạc vô số mái cong uốn lượn màu vàng kim dưới ánh nắng mặt trời, tỏa sáng rực rỡ, phô bày sự giàu có của triều đình. Gió xuân nhẹ phất, thổi qua hàng liễu xanh non, thổi qua muôn tía nghìn hông nơi ngự hoa viên. Tào hậu của bác mạc ngồi trong đình nghỉ mát ở ngự hoa viên, triều phục dành cho hoàng hậu bằng tơ lụa màu vàng kim thêu hoa mẫu đơn lớn làm nổi bật vẻ cao quý không gì sánh được của bà ta. Làn da được bảo dưỡng rất tốt nhìn cực kỳ mịn màng căng bóng, trên mặt dặm lớp trang điểm nhạt, che đi nếp nhân mờ nhạt phía đuôi mắt, thì nữ mặc trang phục hoàng cung màu đỏ tươi xếp hàng hai bên, phía sau bà ta là cung điện nguy nga, được tô điểm bởi ánh mặt trời, quả là một bức tranh đẹp không lời nào tả xiết. Bà ta thần thái buông lỏng nhìn nam tử trẻ tuổi đứng bên cạnh, sở nguyệt, lần này tới đại chu, mọi việc đều phải cẩn thận. Mẫu hậu yên tâm, nhi thần đã biết, nam tử được gọi là sở nguyệt kia, khí vũ hiên ngang, tràn đầy khí chất vương giả, một thân trường bào nguyệt sắc, làm tôn lên dáng người thon dài, anh vũ bất phàm. Hắn ta là người con trai thứ bảy của Hoàng đế Bắc Mạc, được phong là Tư Vương, do Tô Quý Tân sinh ra, trong số 20 hoàng tử của Bắc Mạc, xem như là hoàng tử ít được sủng ái nhất. Còn Thái tử Bắc Mạc, là người con trai thứ tư của Hoàng đế, do Tào Hậu sinh ra, là hoàng tử đích tôn duy nhất, chân quý vô cùng, Tào Hậu đương nhiên không thể để hắn ta tới Đại Chu được. Nhưng mà, dịch bệnh đang vô cùng cấp bách, cái con lừa ngu xuẩn kỳ vương kia, thế mà lại đề xuất để thái tử tới đại chu làm con tin, mà bá quan văn võ cả triều đều đồng ý nữa chứ. Vậy nên, Tào Hậu không thể không nghĩ ra một biện pháp ứng phó, để tư vương thay thế thái tử tới đại chu. chương 554, Lão Thất bị lừa rồi. Đoàn người ra roi thúc ngựa đến được Bắc Mạc, thương mai không thể không bội phục giả vương, mấy con ngựa hắn ta tìm được quả nhiên là thiên lý mã mà, tuy nói có hơi khoa trương chút xíu, nhưng mà, một ngày chạy được mấy trăm dặm, quả thực đã rất đỉnh rồi. Hai ngày đã đến được Bắc Mạc, bởi vì không chọn đường chính, mà đều đi đường nhỏ, nên so với dự tính trước đó còn nhanh hơn. Đoạn lộ trình này, đều là do mộ dung khanh dẫn đường, mặt kỳ vương ra đều chuyển thành xanh mét, bởi vì con đường này, bản thân hắn ta cũng không biết. Xem ra, nhiếp chính vương quen thuộc địa hình của hai nước hơn xa hắn ta, cùng hắn đối địch, hắn chính là kẻ địch mạnh, mạnh đến không gì đấu lại được tiến vào lãnh thổ bắc mạc thương mai trông thấy sông núi bị chia cắt nhà cửa sụp đổ nơi đây chắc hẳn là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của động đất may mắn là hoàn toàn không lan đến lãnh thổ đại chu có điều trên đường tới đây lúc nghỉ ngơi ở biên thành hỏi thăm một vài bách tính có nói thời điểm động đất biên thành cũng cảm nhận được cảm giác chấn động còn rất mạnh mẽ nữa nhưng lại không có thương vong lúc kỳ vương ra nghe đến đây Nói một câu với thị vệ người Bắc Mạc, đây đúng là ông trời trừng phạt Bắc Mạc chúng ta. Bất kể có phải trừng phạt hay không, lần này Bắc Mạc bởi vì thiên tai mà phải ngừng lại dã tâm tấn công, không biết đây là phúc hay là họa nữa. Bởi lẽ, bởi vì trận chiến một khi xảy ra, số người thương vong tuyệt đối không ít hơn so với thiên tai, thậm chí còn nhiều hơn ấy. Chỉ là không có ai lại mong muốn trông thấy cục diện như thế, thương mai là đặc công ở thời đại thái bình thịnh thế nhưng cũng đã từng được chứng kiến bom đạn ở các nước thuộc thế giới thứ ba, cũng biết được chiến tranh có bao nhiêu tàn khốc. Nàng hy vọng, mình thực sự có thể dập tắt trận dịch bệnh này, nhờ đó dập tắt cuộc chiến này. Thời điểm tiến vào lãnh thổ Bắc Mạc, bọn họ thả chậm tốc độ, dọc đường trông thấy nơi nơi đều là tiếng kêu than dậy đất, xác chết hư thối chết đầy đường, không kịp thu dọn, rồi mũi ve vấy bên trên thi thể, nhiệt độ đang dần dần nóng lên, đám ruồi mũi này chính là con đường lan truyền bệnh dịch. Khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là khí thành nằm cách kinh đô Bắc Mạc trăm dặm, nơi này sở dĩ được gọi là khí thành là bởi vì ở đây có công xưởng sản xuất binh khí lớn nhất Bắc Mạc Thiết Trung Khố. Thiết Trung Khố là do hoàng thất lập nên, bách tính ở khí thành phân nhiều đều làm việc ở đây, Thiết Trung Khố rất lớn, chiếm tới một nửa diện tích khí thành, nơi này đã từng huy hoàng hiển hách, nhưng mà, bây giờ lại là ngói vỡ gạch tan, vách tường đổ nát, hoang tàn, bi thảm đến khó nói thành lời lúc bọn họ tiến vào khí thành là vừa đến hoàng hôn ánh nắng chiều tà chiếu dọi trên thiết trung khố nhưng không tìm lại được huy hoàng trước kia nữa quan sai cùng binh lính đang cứu viện nhấc từng mảnh ngói từng viên gạch thu dọn những thi thể bị vùi lấp bên dưới cách thời điểm xảy ra động đất đã được một tháng sớm đã không còn dấu hiệu của sự sống nữa rồi nhưng bởi vì dịch bệnh nên vẫn không cách nào nhanh chóng triển khai công tác thu dọn trùng tu được hơn nữa vì chiến tranh với đại chu triều đình phái ra trọng binh lại làm khuyết thiếu nhân thủ cứu viện, không kịp thời thu dọn thi thể mới khiến cho dịch bệnh bùng phát. Vì thế, kỳ vương gia mới nói là ông trời muốn trừng phạt Bắc Mạc, kỳ thực không phải, trừng phạt Bắc Mạc, phải là các phân tử hiếu chiến của Bắc Mạc mới đúng. Nếu như không có chiến tranh, Bắc Mạc chưa chắc đã xảy ra trận dịch bệnh quy mô lớn thế này. Những bách tính được cứu ra, hiện đang được an trí tạm thời trong một thung lũng rộng bằng phẳng bên ngoài khí thành, rất nhiều chiếc lều đã được dựng lên, ngựa còn chưa đi tới nơi, đã ngửi thấy một mùi hôi thối ngập trời. Theo ngựa tiến về phía trước, thương mai trông thấy cảnh tượng khiến người đau lòng. Những bách tính đã mất đi người thân mất đi chỗ ở, hoang mang mờ mịt ngồi trước căn lều dựng tạp, hai mắt bọn họ sưng đỏ, giống như chưa từng ngừng khóc vậy, quan sai không ngừng khiêng thi thể từ bên trong đi ra, có người đuổi theo sau gào khóc. Một người phụ nữ ôm theo đứa nhỏ, liều mạng chạy về phía bọn họ, nàng ta vừa chạy vừa phát ra tiếng khóc tê tâm liệt phế con của ta vẫn còn cứu được nó chưa nhiễm phải bệnh dịch các người không được đưa nó đi phía sau nàng ta là hai binh lính đuổi theo sát nút cướp lấy đứa nhỏ trong lòng nàng ta đứa nhỏ kia sớm đã không còn nhiệt độ thậm chí khuôn mặt đã bắt đầu xuất hiện tình trạng sưng tấy thối giữa rồi binh lính không nói một lời cướp thi thể đi người phụ nữ kia ngồi bệt xuống đất thất thanh khóc giống một màn này khiến người trông thấy, đều không khỏi đau lòng khổ sở. Loan Loan là người mềm lòng nhất, cũng đã rơi lệ theo, mang theo giọng mũi dày đặc nói thương mai, thương mai, chúng ta nhất định phải chữa khỏi bệnh dịch này. Lúc tới đây, mọi người đều cảm thấy, mắc phải bệnh dịch đều là người bắc mạc, bọn họ tới đây là để dập tắt chiến tranh, bệnh dịch có thể chữa thì chữa, không chữa được, cũng chẳng còn biện pháp nào. Nhưng mà, khi trông thấy tình cảnh nơi này, mọi người lại cảm thấy, cái gì mà chiến tranh đều không còn quan trọng nữa rồi, bắc mạc với đại chu đều không phân biệt, chỉ hy vọng có thể chữa khỏi được bệnh dịch này, để tất cả mọi người đều khỏe mạnh trở lại. Tâm tình của Thương Mai cũng hết sức khó chịu, nàng gật đầu chúng ta phải cố gắng hết sức. Nhu Giao lẩm bẩm nói, lúc gặp phải bệnh cương thi, đã cảm thấy bệnh cương thi rất kinh khủng rồi, nhưng mà, bây giờ nhìn lại, bệnh cương thi đem so với trận dịch bệnh này, quả thực. Nàng ta cũng nhịn không được rơi nước mắt, là người hành nghề y, nàng ta cũng một lòng trách trời thương dân, muốn trị bệnh cứu người, nàng ta chỉ hy vọng mình có thể phát huy được hết những gì được học, giúp bách tính giải trí thống khổ. Kỳ vương ra sắc mặt tái nhợt nhìn một màn này, hắn ta khe khẽ lắc đầu, lại thở dài, chúng ta đi thôi. Nơi này chỉ như một giọt nước giữa biển cả thôi, một đường bọn họ đi tới, còn phải gặp rất nhiều cảnh tượng như thế này nữa. Thương Mai hỏi Kỳ Vương ra, bây giờ những người mắc bệnh có phải đã được cách ly hết rồi không? Kỳ Vương ra đáp, lúc bổn Vương đi Đại Chu, Hoàng thượng đã hạ lệnh cách ly rồi đấy, nhưng mà, đây là một công trình quá mức đồ sộ, sợ rằng nhất thời không thể làm được, hơn nữa mỗi ngày lại có thêm những ca bệnh mới, đến giờ căn bản đã không còn đủ nhân thủ để làm việc này nữa rồi. Vì sao không điều binh quay trở lại? Thương Mai tức giận hỏi. Điều binh, Kỳ Vương ra cười khổ, sẽ không điều đâu, hoàng thượng cùng tào hậu vẫn luôn cho rằng bây giờ liên thủ được với tiên bị là thời cơ tốt nhất để tấn công đại chu mọi người nghe được lời này đều dồn dập sửng sốt sau đó nổi giận mộ dung khanh lạnh nhạt nói kỳ vương xem ra lúc ngươi nói chuyện với bổn vương vẫn còn che giấu rất nhiều đấy nhỉ kỳ vương ra tự biết mình đuối lý nói mộ dung huynh chúng ta đến nơi rồi bàn bạc cụ thể sau nhé mọi người nén một bụng tức giận ra roi thúc ngựa, một đường phi nước đại. Tiến vào kinh đô Bắc Mạc, đã sắp xỉ giờ ngọ. Bởi vì dựa theo lộ trình, bọn họ còn chưa tới nơi, cổng thành không có ai đón tiếp. Nhưng mà, lúc vào tới địa phận Bắc Mạc, kỳ vương gia đã sai thị vệ ra roi thúc ngựa chạy về bẩm báo rồi, theo lý mà nói, cho dù không có yến tiệc đón tiếp quy mô lớn đi nữa, hoàng đế cũng sẽ phải vài người ra ngoài tiếp xúc một chút. Hiện thực thì lại đến một người cũng không có. Đoàn người mộ dung khanh nhất thời cảm thấy bị lừa rồi, với tính tình kia của mộ dung khanh, cho dù đã cực lực đè nén, sắc mặt vẫn tái xanh tái mét. Kỳ vương ra không lên tiếng, hắn ta xấu hố trong lòng, nhưng nơi này cũng không phải chỗ để bàn bạc cụ thể, chỉ có thể im lặng đón nhận những cái chừng mắt của mọi người thôi. Về đến kỳ vương phủ, kỳ vương ra sai người đi chuẩn bị rượu thịt, sau đó mời mọi người tiến vào chính sảnh. Mộ dung khanh nói, kỳ vương, người vẫn nên nói ra chân tướng thì hơn, không nói rõ ràng mọi chuyện, bữa cơm này bổn vương cũng không ăn nổi đâu. Sắc mặt Kỳ vương ra xám xịt, im lặng vươn tay, mời mọi người ngồi xuống. Hắn ta sai người đóng chặt cửa lại, sau đó mới nhẹ giọng nói, "Mộ Dung huynh, bổn vương phải nói với mọi người một tiếng xin lỗi, trong chuyện này quả thật có điều giấu giếm." Mộ Dung khanh cười lanh, "Bổn vương lại cũng có ngày bị lừa cơ đấy." Đúng là báo ứng mà. Câu nói tự trào phúng này, nhưng cũng là lời nói thật hắn một lòng muốn cứu người, bởi vì hắn cũng từng là nhiếp chính vương, trưởng quản Giang Sơn Đại Chu, không khác gì hoàng đế, thế nên vẫn luôn lo nghĩ cho bách tính. Hắn thầm chửi trong lòng, chửi tam di nương nhà phụ thân hắn ta, cái tên hoàng đế bắc mạc, cái tên cháu nội này, thật sự muốn đánh đến phát điên rồi à. chương 555, Thương lượng đối sách. Kỳ vương ra nói chuyện này ra, chuyện này đúng là có chỗ giấu giếm, nhưng cũng không phải giấu hết tất cả, Hoàng thượng thực sự hy vọng tạm thời chấm dứt cuộc giao tranh này bởi vì bệnh dịch kia phát tán quá nhanh, không thể nào khống chế được nên ông ấy không thể không làm như vậy. Chỉ có điều, mộ dung huynh hẳn phải biết, bác mạc phân thành phái chủ chiến và phái chủ hòa, phái chủ chiến do tào hậu cầm đầu, bọn họ lúc nào cũng chú ý tới tình hình của các nước xung quanh, cho rằng bác mạc là con của ông trời. Phải thống nhất thiên hạ, lần này nếu có thể mời được. An nhiên vương ra thì sẽ giải quyết được hết tất cả các vấn đề, nhưng nếu không mời được thì chỉ có thể mời Vương Phi, phái chủ chiến của Tào Hậu đều có kế hoạch cả rồi, không lui binh, trước ôn hòa sau rằng co. Tào Hậu nói với Hoàng thượng là một khi bắc mạc lui binh, Đại Chu sẽ không để ý tới sự an nguy của nhiếp chính Vương Phi mà trắng trợn xâm phạm, lúc này bắc mạc sẽ gặp nguy hiểm. Nguy hiểm cái đầu ngươi, bản vương xuất thân từ trong quân đội nên có thể nhận ra được thành ý của người khác, bắc mặc các người lừa gạt bản vương và vương phi tới đây khống chế bệnh dịch cho các ngươi sau đó lại định xâm phạm đại chu ta kỳ vương bản vương thật sự rất thất vọng về ngươi mộ dung khanh chửi ầm lên mộ dung khanh thật sự rất tức giận bởi vì hắn cảm thấy mình bị lợi dụng mà trước giờ hắn chưa từng bị ai lợi dụng bao giờ đời này chỉ có hắn tính toán người khác chứ chưa từng có ai dám tính toán hắn trừ phi là hắn cam tâm tình nguyện hắn lựa chọn thương lượng với tân châu và kỳ vương ra vì muốn bảo vệ bách tính của đại chu hắn không sợ đánh trận, chỉ là không muốn đánh mà thôi. Mà đối với việc này, hắn cho rằng Bắc Mạc nên có tư thái thấp hơn hắn, nhưng không ngờ hắn đi tới Bắc Mạc rồi lại được thông báo rằng bọn họ chỉ là dự phòng, tốt lắm, điểm ấy hắn đã sớm biết, nhưng hắn cho rằng dù có là dự phòng thì cũng nên có sự tin tưởng của dự phòng. Hơn nữa, cam tức nhất vẫn là chuyện Bắc Mạc vẫn còn muốn đánh, có phải đã nhận định là thương mai không thể nào chữa khỏi bệnh dịch đúng không? Suốt cuộc là còn có mưu đồ gì nữa? mặt kỳ vương ra tái đi, mặc dù hắn ta rất trột dạ đối với việc này nhưng dù gì hắn cũng là vương gia của Bắc Mạc, quyền cao chức trọng, bị mộ dung khanh chỉ vào chửi bới như thế, hắn cũng thấy mất mặt. Sắc mặt hắn ta không tốt nói, mộ dung huynh trước cứ an tâm chớ vội, nghe bản vương nói một câu đã, đầu tiên lập trường của bản vương không giống bọn họ, bản vương không muốn có chiến tranh, bản vương là người đứng đầu của phái chủ hòa nên so với bất kỳ kẻ nào đều khát vọng hòa bình hơn cả, nhưng huynh trưởng của bản vương là trấn quốc vương gia và tào hậu vẫn luôn giật dây hoàng thượng hai người bọn họ đều không quan tâm tới sống chết của bách tính nếu lần này không chết nhiều bách tính như vậy thì bọn họ cũng sẽ không đồng ý để các người đến đây đâu bản vương đã lựa chọn nói thẳng bây giờ lại càng không có chút che giấu nào ngay ở chỗ này cam đoan với mọi người phái chủ hòa sẽ không tiếc gì bằng mọi giá phải ngừng chiến mọi người hai mặt nhìn nhau đây gọi là xin giúp đỡ cái gì chứ rõ ràng đây chỉ là để cho bọn họ tới nhằm trấn an bách tính của Bắc Mạc, để thông báo với mọi người là triều đình không hề mặc kệ sự sống chết của mọi người. Các người xem, chúng ta và Đại Chu đang có chiến tranh nhưng chúng ta vẫn yêu cầu được bọn họ tới khống chế dịch bệnh. Tiêu Thác nói, đây mà là nói thẳng của ngài á. Đều lừa bọn ta tới đây rồi mới nói, còn nữa, ta rất nghi ngờ là cho dù chúng ta chữa khỏi được dịch bệnh thì bác mạc các người cũng sẽ không ngừng chiến đấu, đúng không? Lời này của tiêu thác đã nói đúng vào điểm mấu chốt, bởi vì tất cả mọi người đều nhìn thấy vẻ mặt kỳ vương ra hơi ngơ ngác một chút, sau đó cúi đầu xuống không dám nói lời nào. Mộ dung khanh thật sự nổi trận lôi đình rồi, nhiếp chính vương hắn nhìn ngây thơ dễ bị lừa thế à. Theo như bình thường, Bắc Mạc trải qua lần đại nạn này đã tử thương nhiều bách tính và hư hại nhiều phòng ốc như vậy nên rất cần nhiều người. Tới cứu viện và xây dựng lại, cũng cần một số bạc lớn để an trí cho nạn dân và dập tắt bệnh dịch, bắc mạc cũng không giàu có gì, bởi vì chiến tranh. Quanh năm nên quốc khố đã cạn kiệt từ lâu, bất kỳ người nào biết suy nghĩ cũng sẽ không lựa chọn giúp đỡ nước đã khởi binh với nước mình. Thương Mai cũng rất tức giận, đây quả thực đã đạt đến trình độ hiếm thấy của tổ tiên hiếm thấy rồi. Trong nước chưa yên lại còn có dã tâm bừng bừng như thế, hoàng đế bắc mạc thật sự coi mình là ba béo à. Lời nói của kỳ vương ra giống như một chậu nước đá đội thật mạnh lên đầu bọn họ. Tất cả mọi người đến đây với nhiệt huyết dẹp yên chiến loạn và cứu chữa bách tính của Bắc Mạc, mặc dù không vĩ đại cho lắm nhưng nhất định đều phải có một tấm lòng nhân ái. Kỳ vương ra nói ra chuyện này khiến bây giờ bọn họ không khác gì đệ tử của cái bang cầm cái nón rách nát tới đây ăn xin vậy. Một câu tiếp theo của kỳ vương ra lại càng làm cho mọi người tức giận đến mức đầu bốc khói. Hắn ta nói, mọi người cứ nghỉ ngơi trước đã, tiểu vương lập tức vào cung bẩm báo với hoàng thượng. Tô Thanh trợn to mắt đến mức tròng mắt sắp rơi cả ra ngoài, người nói cái gì? Ngay cả triều văn quán cũng không cho chúng ta vào ở hả? Triều văn quán của Bắc Mạc là nơi chuyên để tiếp đón khách từ bên ngoài tới, đương nhiên, cũng chỉ có khách nào cấp bậc cao mới có thể vào ở. Nhưng một người là nhiếp chính vương, một người là vương phi, hai người khác đi cùng cũng đều là tướng quân, về phân nhu dao và chân loan loan thì cũng không phải người có dòng dõi bình thường, vào ở trong triều văn quán cũng chỉ giúp đánh bóng thêm biển hiệu mà thôi bọn họ còn muốn thế nào nữa thế nào hả kỳ vương ra bước đi rất nhanh sợ lại nghe thấy giọng nói than phiền và tức giận của bọn họ ra đến chính sảnh hắn ta phân phó thuộc hạ hầu hạ mấy người mộ dung khanh thật tốt sau đó nhanh chóng vào cung tiêu thác kinh ngạc hỏi mộ dung khanh làm thế nào bây giờ mộ dung khanh tức giận nói người hỏi bản vương bản vương đi hỏi con lừa à Loan Loan nói, chúng ta đi về thôi, người cầm quyền cũng đã mặc kệ sự sống chết của bách tính rồi thì tại sao chúng ta phải lo lắng nữa? Đều chết hết đi. Loan Loan nói xong lại nghĩ tới đám bách tính gặp tai họa trên đường, không khỏi rậm chân, oán hận nói, bắc mạc này nên thay hoàng đế khác đi. Vẫn là thương mai tỉnh táo lại trước, đám công tử vương gia huyện chúa này xuất thân cao quý, chưa từng phải chịu ấm ức gì nên đương nhiên sẽ tức giận rồi. Cô cũng rất tức giận, nhưng sau khi hết giận rồi cũng đã từ từ tỉnh táo lại không còn cách nào khác trong số nhiều người như vậy nói đến chuyện phải chịu ấm ức thương mai vẫn vượt xa bọn họ lão thất chúng ta cùng nhau phân tích một chút thương mai nói nghe thấy thương mai nói phân tích mọi người liên vây lại bởi vì một đường cưỡi ngựa nên chân thương mai hơi đau nhức không thể đứng thẳng được ngồi xuống thì cái mông lại đau cho nên cô ngồi xổm xuống mọi người thấy vậy cũng ngồi xổm xuống theo tạo thành một vòng tròn cho dù hoàng đế bắc mạc có hoan nghênh chúng ta hay không hoặc nói đúng ra là không có bất kỳ hy vọng gì với chúng ta mà chỉ dùng chúng ta để trấn an bách tính thì đây đều là tính toán của bọn họ chúng ta thì sao chúng ta đến đây cũng có tính toán của mình vừa rồi nghe kỳ vương ra nói phái chủ chiến ở bắc mạc lấy tào hậu và trấn quốc vương ra làm chủ phái chủ hòa lấy kỳ vương ra làm chủ đầu tiên chúng ta không thể đắc tội với kỳ vương ra vì dù sao chúng ta vẫn còn cần hắn ta để kết nối với người của phái chủ hòa về phần bệnh dịch thì chúng ta chỉ làm những gì chúng ta nên làm nhưng cũng đừng cam đoan cái gì với bọn họ, dù sao bọn họ cũng không nghĩ là chúng ta có thể chữa được bệnh dịch này mà chỉ gọi chúng ta tới đây để trấn an dân chúng mà thôi. Trong tình huống này chúng ta không thể quên hai mục đích chính của chúng ta khi tới Bắc Mạc, thứ nhất là chữa khỏi bệnh dịch, thứ hai là liên hệ với phái chủ hòa nhằm xây dựng thế lực ép hoàng đế lui quân, được rồi, ta nói hơi dài dòng, chủ yếu là bởi vì tức giận lời của thương mai khiến lửa giận của mọi người cũng đều lắng lại một chút. Đúng lúc này Nhu Giao lại hỏi một vấn đề tương đối mấu chốt, vậy Tân Châu có tính toán gì với trận chiến lần này? Thất ca và cả kỳ vương gia cũng đã từng nói chuyện với nàng ta, thái độ của nàng thế nào? Audio điện tử võ tấn bền Hết tập 37